Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 199. Nguyên cổ thánh tử nằm mơ đều không nghĩ đến, mình người đều sẽ chết ở chỗ này. Hắn thấy, hắn đường đường thánh tử, nhất định là một cái thợ săn, tiến vào thần chiến cổ địa, có thể tùy ý săn giết thiên hoang tu sĩ. Thế nhưng là, mới vừa tiến vào thần chiến cổ địa cửa vào, hắn biến thành con mồi. 23 cái thuộc hạ, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có 2 cái. Hắn vô tận lửa giận chuyển hóa thành sát ý, đám này dám chặn giết bọn hắn người, đều phải phanh thây xé xác, chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, bọn họ căn bản thấy không rõ chặn giết bọn họ là ai, cái kia trận pháp có thể ngăn cản bọn họ linh hồn chi lực cùng thị lực, vừa rồi cũng chỉ nhìn thấy một đạo kiếm mang. Kiếm mang kia rất nhanh, nhanh đến bọn họ đều có chút trái tim băng giá. Thánh tử, chúng ta đừng đi ra ngoài, bọn họ không làm gì được ngài. Trong đó một cái thuộc hạ hai mắt đỏ bừng, phòng bị hướng về tứ phương. Đúng vậy a thánh tử, đợi chút nữa một nhóm người đến, chúng ta liền có thể giết bọn hắn. Một cái khác thuộc hạ cũng khuyên nói. Bọn họ liền đối phương là ai đều không biết, ai biết đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Nếu như nguyên cổ thánh tử chết ở chỗ này, đối với thái nhất thánh giới mà nói, tuyệt đối là một trận động đất. Nguyên cổ thánh tử chỉ cảm thấy biệt khuất, nhưng hắn thật sợ, đám người này, nhất định chính là người điên. Trận pháp bên ngoài, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ mấy người vẻ mặt âm trầm, sắc mặt khó coi hết sức. Đám khốn kiếp này, vậy mà không có một cái nào có lệnh bài, bọn họ lệnh bài đây. Tà Vũ nổi giận mắng. Khẳng định ở cái kia cái gì nguyên cổ thánh tử trên người. Tiêu Phàm lông mày vặn thành chữ xuyên. Hắn vốn cho là sự tình sẽ rất thuận lợi, lấy được mấy khối lệnh bài chạy trốn, sau này trong vòng nửa năm, lại tranh thủ ám sát mấy chi đội ngũ, thì có thể lấy được một cái danh ngạch. Thế nhưng là, hắn vừa rồi giết chết những người kia, vậy mà không có một cái nào có được lệnh bài, cái này khiến hắn làm sao dễ chịu. Phá diệt chi lực không muốn nguyên tinh cùng ma tinh sao? Trận pháp không cần ngọc thạch cùng tinh lực sao? Bản thân bỏ ra nhiều như vậy, nhưng cái gì đều không lấy được, Tiêu Phàm tự nhiên không cam tâm. Vậy làm sao bây giờ? Trúc Hồng Tuyết dò hỏi. Đương nhiên là bức cái kia nguyên cổ thánh tử giao ra. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, trực tiếp ném vào trận pháp bên trong. Trận pháp này, đối nội không đối ngoại, Tiêu Phàm vốn là muốn dùng đến vây giết một cái dị ma, không nghĩ tới hôm nay vậy mà giết chết nhiều như vậy. Trận pháp bên trong, nguyên cổ thánh tử ba người tâm thần khẩn trương tới cực điểm, chú ý đến bốn phía gió thổi cỏ lay. Đột nhiên, ba người nhìn thấy một cái chiếc hộp màu đen ném vào, tim đều nhảy đến cổ rồi. Đem lệnh bài giao ra, bằng không, các ngươi liền phải lại nếm thử vừa rồi uy lực nổ tung. Tiêu Phàm thanh âm lạnh lùng vang lên, bất quá hắn cố ý cải biến một lần thanh tuyến. Nguyên cổ thánh tử nheo mắt, bản thân giao ra lệnh bài, vạn nhất đoạt không trở lại, chẳng phải là muốn bị gạt bỏ. Ngươi cho rằng bản thánh tử sẽ thỏa hiệp sao? Nguyên cổ thánh tử cười lạnh nói, sát khí không giảm mảy may, giết bản thánh tử, các ngươi những người này, đều phải chết. Thiên hoang đều phải cho ta chôn cùng. Không thể không nói, thân làm nhân vật cấp độ thánh tử, vẫn là rất ngạo khí, cũng có ngông nghênh. Có đúng không, Tiêu Phàm không chút do dự thúc giục cái kia phá diệt trong. Kinh khủng sức nổ lần nữa diệt một người, nguyên cổ thánh tử thương thế tăng thêm không ít, sau cùng một cái cấp dưới, cũng cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Lại đến, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hay không kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, cùng lúc đó, lại ném ra 5 đám phá diệt chi lực. Nguyên cổ thánh tử nhìn thấy 5 cái kia chiếc hộp màu đen, toàn thân run rẩy dữ dội, lông tơ dựng thẳng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù tự tin, có cái này trang bị cùng pháp bảo, đối phương trong thời gian ngắn không đánh chết bản thân, nhưng đối phương còn có không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà a. Thời gian uống cạn nửa chén trà. Đoán chừng đầy đủ Tiêu Phàm giết hắn rất nhiều lần. Coi như đến lúc đó thánh tộc sẽ báo thù cho hắn, nhưng hắn đều đã chết, như vậy có ý nghĩa gì đây? Lệnh bài cho ngươi, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Nguyên cổ thánh tử ngưng tiếng nói, ngữ khí đã không có mới vừa cường ngạnh. Ngươi lệnh bài có thể giữ lại, mặt khác chết đi đội ngũ lệnh bài, cho ta.
Tiêu Phàm cũng thả lui một bước. Hắn cũng biết, cái này nguyên cổ thánh tử có vẻ như địa vị rất lớn, thật muốn giết, quân bách nhẫn bọn họ chưa hẳn che đậy được. Đừng đến lúc đó chơi quá lớn, đem mình cũng đùa chơi chết. Muốn giết hắn, về sau còn có bó lớn cơ hội, đến lúc đó có thể hỏi một lần quân bách nhẫn, cái này nguyên cổ thánh tử đến cùng có thể hay không giết. Tốt, nguyên cổ thánh tử khẽ cắn môi, khuất nhục giao ra 5 khối lệnh bài, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, bằng không, ta thánh tộc còn có 114 chi đội ngũ. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm liền khinh thường nói, vậy ta liền đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. Nguyên cổ thánh tử bỗng nhiên giật mình, nếu như không có người đi thông chi những người kia, tất cả mọi người mới vừa tiến vào thần chiến cổ địa liền bị Tiêu Phàm bọn họ đánh lén, vậy thật là khả năng tử thương hơn phân nửa. Thánh tộc, tuyệt đối không thể thừa nhận dạng này tử thương. Thánh tử, chờ chút màn sáng mở ra sau, ta bảo vệ ngươi ra ngoài. Nguyên cổ thánh tử cái cuối cùng may mắn còn sống sót thuộc hạ truyền âm nói, đến lúc đó những người khác có chuẩn bị tiến đến, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Nguyên cổ thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngoan tuyệt. Răng rác, đột nhiên, chỉ thấy nguyên cổ thánh tử một bàn tay hung hăng đập vào cái kia thuộc hạ trên đỉnh đầu. Cái kia thuộc hạ mở to hai mắt, nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại chết ở thánh tử trong tay. Ngoại giới, Tiêu Phàm mấy người cũng bị nguyên cổ thánh tử đột nhiên xuất thủ làm cho sợ hết hồn, chẳng lẽ cái này nguyên cổ thánh tử điên, ngay cả người mình đều giết. Ngu xuẩn, ta người đã chết một nửa, nhưng Tà Nguyệt cùng Thiên Giao bọn hắn người còn không chết đây. Nguyên cổ thánh tử trong lòng ngoan độc nói, cái tiếp theo tiến vào không phải Thiên Giao chính là Tà Nguyệt. Ta dĩ nhiên không giết được bọn hắn, lại có thể mượn thiên hoang người tay diệt trừ bọn họ. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ biết rõ nguyên cổ thánh tử ý nghĩ, nhất định sẽ thầm than hắn tàn nhẫn cùng ác độc. Dạng người này, thật không phải bình thường đáng sợ. Hảo một cái nguyên cổ thánh tử, thật đúng là không phải bình thường tâm ngoan thủ lạt. Lúc này, ngoại giới Trúc Hồng Tuyết châm chọc thanh âm vang lên. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nguyên cổ thánh tử lại là cười ngạo nghễ. Nói, mấy vị, chúng ta hợp tác một chút làm sao? Hợp tác, Tiêu Phàm mấy người nghe sửng sốt một chút, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới cùng dị ma hợp tác, Khương Ách không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói, ta thiên hoang người, không cùng dị ma hợp tác. Chớ nóng vội cự tuyệt, nguyên cổ thánh tử lại khôi phục siêu nhiên tư thái, nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn lấy được càng nhiều lệnh bài, thu hoạch được tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách sao? Vậy cũng không thể cùng dị ma hợp tác. Chúng ta sẽ không giết người một nhà. Trúc Hồng Tuyết cũng lắc đầu nói. Nếu như tương lai lấy được táng tổ thiên mộ tư cách, lại cùng dị ma liên thủ ứng phó thiên hoang người, dù cho tương lai đột phá thiên tôn, cũng sẽ hổ thẹn cả một đời. Huống hồ, trong lòng sinh ra tâm ma, cũng không khả năng trở thành thiên tôn. Ai nói muốn các ngươi giết thiên hoang người, nhưng mà, nguyên cổ thánh tử nhưng lời nói lại không kinh chết người không thôi nói. Không giết thiên hoang người, Tiêu Phàm bọn họ tất cả đều sửng sốt một chút, còn cho rằng mình nghe lầm. Không giết thiên hoang người, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết mình người sao? Ta đột nhiên có như vậy một chút hứng thú, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, cười híp mắt nói. Hắn dù cho lại hận đế thái ất cùng long vô mệnh bọn họ, cũng không nghĩ tới ở trong này muốn mạng của bọn hắn, dù sao tất cả mọi người là thiên hoang người. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này nguyên cổ thánh tử, vậy mà đã bắt đầu đánh người của mình chủ ý, hơn nữa còn muốn liên hợp bọn họ thiên hoang người. Tiêu Phàm, Trúc Hồng Tuyết vội vàng truyền âm, muốn ngăn cản Tiêu Phàm, ngưng trọng nói, cùng dị ma hợp tác, không khác bảo hổ lột ra. Vậy cũng phải xem hắn đến cùng phải hay không một đầu lão hổ, vạn nhất là con mèo bệnh đây. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Nói thật. Bọn họ một đội đã có được 6 mai lệnh bài, nếu như tiếp tục giết mấy chi đội ngũ, lấy được 10 mai trở lên lệnh bài, vậy bọn hắn cơ bản khóa chặt 10 vị trí đầu. Nếu như vận khí tốt, chỉ cần trốn nửa năm, đều có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Các ngươi muốn lệnh bài, mà ta lại muốn giết một ít người, theo như nhu cầu, làm sao? Nguyên cổ thánh tử nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ mềm lòng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Ta hiện tại liền có thể giết ngươi, sau đó ta cũng một dạng có thể giết những người khác. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Không, mặc dù ta không biết rõ ngươi tại thiên hoang địa vị, nhưng ngươi là chịu không được giết ta giá cao.
Nguyên cổ thánh tử 10 điểm tự tin, các người có thể không tin, nhưng các người có thể đánh cược một keo, ta dám cam đoan, chỉ cần ta cái chết, các người trấn thủ ở thái nhất thánh giới bên ngoài tất cả thiên tôn, chắc chắn toàn bộ bị gạt bỏ. Tiêu Phàm cùng Trúc Hồng Tuyết mấy người nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Sư tôn ta nói qua, thái nhất thánh giới quả thật có thực lực này, chỉ bất quá đám bọn hắn đang đợi tốt hơn thời cơ. Tà Vũ nhỏ giọng cho mọi người truyền âm nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu quả thật như quân Bách Nhẫn nói tới, cái này nguyên cổ thánh tử tổ tiên có mấy cái thiên tôn, chúng ta thật vẫn không thể giết hắn. Vì sao? Tiêu Phàm không hiểu. Dị ma cùng thiên hoang, vốn là ngươi chết ta sống, nguyên cổ thánh tử có thể giết người, chẳng lẽ bọn họ liền không thể đánh trả sao, cái này cũng quá không công bằng. Tiêu Phàm, có lẽ ngươi cảm thấy không công bằng, nhưng là, dị ma một phương, so thiên hoang mạnh, đây là không cách nào phủ định, cho dù là mặt khác cửu thiên thập địa, cũng cơ bản ở vào bị áp chế phân thượng. Tà Vũ thở dài nói. Vì sao dị ma không diệt cửu thiên thập địa đây? Trúc Hồng Tuyết không hiểu. Ta không biết, nhưng 89 phần 10, dị ma cần cửu thiên thập địa sinh linh làm một ít gì? Tà Vũ thở sâu, trong mắt lóe lên lạnh lùng hàn mang, nói các ngươi cũng có thể lý giải, bọn họ ở nuôi nhốt chúng ta. Nuôi nhốt, cái này cũng không phải cái gì chữ tốt mắt, cho tới bây giờ chỉ có nhân tộc nuôi nhốt thú tộc, cường giả nuôi nhốt kẻ yếu, bị nuôi nhốt đồ vật, mãi mãi cũng là bị tùy ý làm thịt một phương. Nhưng thiên hoang cùng mặt khác cửu thiên thập địa, hẳn là còn không có nhỏ yếu đến tình trạng như vậy a. Nhưng mà trên thực tế, khả năng này thật rất lớn, cửu thiên thập địa cùng dị ma nhất phương thực lực chênh lệch quá xa, nhưng đối phương lại vây mà không giết, đây không phải nuôi nhốt thì là cái gì chứ? Các ngươi nghĩ làm sao? Nguyên cổ thánh tử vẻ mặt tự tin, Tiêu Phàm bọn họ thương lượng càng lâu, càng nói rõ bọn họ đã động tâm. Có hay không ngươi, chúng ta đều có thể giết bọn hắn. Ngươi có thể giúp chúng ta làm cái gì? Tiêu Phàm nhíu mày, cái này nguyên cổ thánh tử 10 điểm cần ăn đòn, nhưng hắn bây giờ còn thật không dám tùy ý giết hắn. Ta không hề làm gì, chính là giúp các ngươi lớn nhất bận bịu. Nguyên cổ thánh tử cười nhạt một cái nói, hắn dứt khoát ở trong khắp ngõ ngách ngồi xuống. Không thể không nói, nguyên cổ thánh tử loại này trong lúc nói cười tự tin, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Tiêu Phàm ngược lại là muốn đem nguyên cổ thánh tử nhét vào bên trong, nhưng vạn nhất nổ chết hắn đây. Người nghĩ sống sót, xác thực rất dễ dàng, nhưng là tránh không được đau khổ ra thịt, trừ phi. Tiêu Phàm bắt đầu đàm phán. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, nguyên cổ thánh tử trực tiếp ngắt lời hắn nói, người muốn ta thứ ở trên thân. Đừng có nằm mộng, trừ phi giết ta, bằng không, bản thánh tử chắc là sẽ không thỏa hiệp. Tiêu Phàm cầm nguyên cổ thánh tử có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này hiện tại cùng tù binh một dạng, nhưng không biết còn tưởng rằng hắn là đại gia đây. Tiêu Phàm, được rồi, thời gian không sai biệt lắm, hơn nữa chúng ta cũng chưa chắc thật sự có thể giết chết hắn, liền để hắn đợi ở bên trong a. Tà Vũ ngăn trở Tiêu Phàm nói tiếp. Khoảng cách thời gian uống cạn chung trà đã không nhiều lắm, bọn họ còn cần chuẩn bị một phen. Một lần này, đem uy lực làm nhỏ một chút. Dĩ ma không phải cũng có không gian pháp bảo sao, đem bọn họ không gian pháp bảo đoạt lại, ta liền không thua thiệt. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Vừa rồi lãng phí hơn một ức nguyên tinh, vẻn vẹn chiếm được 5 viên lệnh bài, hắn nội tâm tự nhiên là không hài lòng. Mười mấy thời gian hơi thở, Tiêu Phàm mấy người lại củng cố trận pháp, mặt khác chuẩn bị tầm 10 đoàn phá diệt chi lực, tùy thời chuẩn bị công kích. 32 chỉ chốc lát sau. Tiêu Phàm bọn họ lại cảm nhận được hư không liên y, trong lòng liền bắt đầu đếm ngược lên. Hô hô, cuối cùng một tiếng rơi xuống, lại có lần lượt từng bóng người từ quang ảnh một phương khác xuyên thấu mà ra, nhưng mà để Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc là, đối phương vẻn vẹn tiến vào 4 đội. Còn có 2 chi đội ngũ đây, nguyên cổ thánh tử, quả nhiên bị thánh nữ đoán được, người vậy mà ở đây bên trong chặn giết nàng. Tiến vào trong đó một cái tu sĩ cười lớn một tiếng. Trên mặt đều là vẻ đắc ý, một bộ ta xem phá ngươi tâm nghĩ dáng vẻ. À, những người khác đâu? Lại có người lấy lại tinh thần, phát hiện nơi này trừ bỏ nguyên cổ thánh tử, những người khác không thấy. Lại nhìn chung quanh, nơi này lại có dấu vết đánh nhau, hơn nữa trong không khí còn tràn ngập máu tươi cùng khí tức hủy diệt. Nơi này phát sinh qua đại chiến. Không đúng,
nguyên cổ thánh tử bị thương. Một người trong đó lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nhanh, nhanh đi thông chi thánh nữ. Vừa dứt lời, một người trong đó hướng thẳng đến cửa ra lao đi. Đừng động, nguyên cổ thánh tử nghĩ đến Tiêu Phàm bọn họ sắp động thủ, vội vàng hét lại Tiêu Phàm, bọn họ nếu không có người trở về thông chi, thiên giao tiện nhân kia tâm tính đa nghi, nhất định là sẽ không tiến đến. Tiêu Phàm do dự trong nháy mắt, cuối cùng gật đầu một cái, để Trúc Hồng Tuyết không muốn thôi động phá diệt chi lực. Thẳng đến người kia xuyên qua màn sáng biến mất, nguyên cổ thánh tử thanh âm tiếp tục vang lên, mau ra tay, tranh thủ thiên giao tiến đến trước đó, diệt cái này tất cả mọi người. Giết, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, không chút do dự thúc giục trận pháp, phá diệt chi lực khí tức mang tính chất hủy diệt lần nữa quét sạch mà ra, sao? Nguyên cổ thánh tử đã sớm chuẩn bị, lần này trước tiên thúc giục trong tay chí bảo. Nhưng đối diện những người khác lại không có vận tốt như vậy. Bọn họ vừa mới còn đang suy nghĩ có thể giết chết nguyên cổ thánh tử mà kích động đây, căn bản không có phòng ngự ý tứ. Phá diệt chi lực thúc giục một sát na kia, bọn họ hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả mọi người đều bị oanh sát. Mà lúc này, một đám dị ma tầm đó lại xuất hiện một đạo hắc ảnh, chính nhanh chóng từ trên người bọn họ lướt qua, hơn nữa mang đi từng kiện đồ vật. Xúi quẩy, chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm từ trong trận pháp vọt ra. Sắc mặt âm trầm hết sức. Trong tay của hắn, nắm một nắm lớn dị ma không gian pháp bảo túi càn khôn, có thể bên trong trừ bỏ ma tinh cùng tài nguyên, không có cái gì. Cũng khó trách hắn như thế khó chịu, hắn vừa rồi thi triển vô thượng kim thân đệ nhị đoán chân đạp thời không na di thiểm mạo hiểm xông vào trận pháp bên trong, không phải là vì lấy được lệnh bài sao. Nhưng những cái này dị ma trên người, vậy mà đều không có lệnh bài, chỉ có một ít tài nguyên tu luyện. Bất quá lại nói trở về, những cái này dị ma tài nguyên tu luyện, thật đúng là để Tiêu Phàm mở rộng tầm mắt. Cùng hắn trước đó giết chết những cái kia tam tinh ma tôn so sánh, những cái này dị ma thiên tài, nhất định chính là giàu đến chảy mỡ, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ nhân vật. Những cái kia đẳng cấp thấp ma quật bên trong ma tôn, thực sự quá nghèo. Những lệnh bài kia, 8-9 phần 10 cũng ở một người trên thân. Tà Vũ đi tới Tiêu Phàm bên người. Thấp giọng nói, đây là khống chế bọn họ thuộc hạ phương pháp tốt nhất. Tiêu Phàm gật đầu một cái, nguyên cổ thánh tử bọn họ cũng có mấy chục cái cấp dưới, coi như phần lớn người đều rất trung tâm, nhưng ai lại có thể cam đoan hoàn toàn không có tư tâm đây. Bất quá, chỉ cần đem có thể khống chế bọn họ sinh mạng lệnh bài nắm trong tay, bọn họ cho dù có tư tâm, cũng không dám biểu lộ ra. Còn phải chờ kia là cái gì thiên giao? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ha ha. Nguyên cổ, lần này xem ngươi làm sao trốn. Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi, một đạo ngạo kiều thanh âm từ lối vào truyền đến, lại là một cái nữ tử váy trắng bay vụt mà tới. Nữ tử lớn lên cùng thiên hoang nhân tộc không người, vóc người cao gầy, mặt trái xoan, có được tuyệt mỹ dung nhan, không nói khuynh quốc khuynh thành, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, cái này gọi là thiên giao nữ tử, là hắn đã thấy trong nữ nhân. Có thể sắp xếp trước ba nhân vật. Đương nhiên, xếp số một tự nhiên là chúng ta tiểu ma nữ. Ân, thiên giao tiếng cười chưa rơi, đột nhiên biến sắc, bản thân vừa rồi tiến vào những thuộc hạ kia đây. Cái kia dù sao cũng là mười mấy người a, làm sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Oanh, mấy tiếng kinh thiên nổ vang, cuồng bạo khí tức từ bên người truyền đến, bọn họ muốn trốn tránh cũng không kịp. Thiên giao phản ứng coi như nhanh. Trước tiên lấy ra chí bảo phòng ngự, miễn cưỡng tránh thoát tất sát nhất kích, có thể ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị nổ bị thương, thổ huyết không ngừng. Mặt khác thuộc hạ cũng không phải mỗi người đều có nàng chí bảo như thế, trong chớp mắt liền chết không sai biệt lắm. Chỉ có khoảng cách nàng gần nhất ba người miễn cưỡng sống tiếp được, thế nhưng thụ thương thảm trọng. Nguyên cổ, người dám tính toán ta, làm khí tức mang tính chất hủy diệt bình tĩnh trở lại lúc, thiên giao giận tím mặt. Đằng đằng sát khí căm tức nhìn nguyên cổ thánh tử. Phốc phốc, nhưng mà không chờ nàng động thủ, đột nhiên mấy đạo kiếm ảnh từ trong hư vô dò ra, trực tiếp muốn nàng còn dư lại ba cái cấp dưới mệnh. Cho dù là nàng, cũng bị kiếm khí gây thương tích, tay trắng bên trên xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi phun ra. Màu đỏ huyết, Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nhìn xem thiên giao. Dị ma huyết dịch, không phải là hắc sắc sao? Làm sao người nữ nhân này huyết dịch là màu đỏ,
chẳng lẽ nàng vốn chính là thiên hoang tu sĩ? Tiêu Phàm, nữ nhân này thật không đơn giản, nàng vậy mà có được vương giả huyết mạch, ở thái nhất thánh giới địa vị, đoán chừng so nguyên cổ cao hơn. Tà Vũ thanh âm kinh dị nhớ tới. Vương giả huyết mạch, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này cái gì vương giả huyết mạch, bất quá hắn cũng không để bụng, ngược lại hỏi, vậy rốt cuộc có thể hay không giết? Tà Vũ thở sâu, đắng chát cười nói, tốt nhất đừng. Nói cách khác, cái kia nguyên cổ thánh tử từ vừa mới bắt đầu chính là đang tính toán chúng ta. Muốn mượn tay của chúng ta giết ngày đó giao. Tiêu Phàm trong nháy mắt hiểu được, ánh mắt lạnh lẽo. Cái này nguyên cổ thánh tử mặt ngoài là cùng bọn họ thỏa hiệp, chỉ là muốn mượn bọn hắn tay giết một chút đối thủ mà thôi. Nhưng đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ lấy, mượn thiên giao bọn hắn tay, diệt bản thân một chuyến. Nếu như thiên giao chết, Tiêu Phàm bọn họ bảo đảm không có người nào có thể sống sót. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không hổ là nhân vật cấp độ thánh tử, như thế tâm tính không đơn giản. Tà Vũ cũng không nhịn được tán dương một câu. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, ánh mắt lại là lần bị trận pháp bên trong tình huống hấp dẫn. Nguyên cổ, ngươi dám giết ta người. Thiên giao thánh nữ lên cơn giận dữ, bất quá nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, không đúng. Vừa rồi cái kia kiếm đạo khí tức, không phải ta thánh tộc người, là thiên hoang, người vậy mà cấu kết thiên hoang người. Cái gì gọi là cấu kết? Thiên giao thánh nữ, ngươi chẳng lẽ không thấy rõ ràng bây giờ tình huống sao? Nguyên cổ thánh tử lạnh lùng cười một tiếng, nói lấy lại nôn mấy ngụm máu tươi. Thiên hoang người chặn giết chúng ta, người cũng bị bọn họ giết. Thiên giao thánh nữ biểu tình kinh ngạc. Nàng nhận thức bên trong. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ chặn giết thiên hoang người, còn chưa từng nghe nói qua, thiên hoang người dám đến chặn giết bọn họ. Tất nhiên thiên hoang người chặn giết người làm sao không chạy đi nói cho ta biết. Thiên giao thánh nữ lại lạnh lùng nghiêm mặt, lạnh giọng nói, ta hiểu được, ngươi là cố ý đem ta đưa vào đến. Ngoại giới Tiêu Phàm bọn họ nghe đến mấy câu này, không khỏi âm thầm tán dương. Cái này dị ma nhất phương thánh tử cùng thánh nữ. Có vẻ như không chỉ thiên phú cường đại, hơn nữa IQ cũng rất khủng bố a, bản thân dăm ba câu liền đoán được đại khái. Hay là nói, những người này tùy thời tùy khắc đều đang nghĩ lấy lẫn nhau tính toán, cho nên đều như vậy kiểu như trâu bò. Ngươi cảm thấy ta có thể đào tẩu sao? Nguyên cổ thánh tử khinh thường nói, lại nói, ta nguyên cổ cho dù chết, cũng sẽ không đào tẩu. Đem lệnh bài giao ra, có thể lưu ngươi một mạng. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Nằm mơ, thiên giao thánh nữ trực tiếp nói, bá khí hết sức, có bản lĩnh giết ta, ta nếu không chết, định đem các người đám này bọn chuột nhắt, giết không còn một mảnh. Đừng thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Chẳng lẽ không đúng sao? Thiên giao thánh nữ ngạo kiều ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ kiêu ngạo. Ta biết, ngươi nhất định sẽ nói, ngươi là thái nhất thánh giới vương tộc. Ta không dám giết ngươi, ta thiên hoang liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ngươi rất kinh ngạc ta vì sao biết rõ ngươi suy nghĩ trong lòng a? Bởi vì lúc trước cái kia nguyên cổ cũng là nói như vậy. Tiêu Phàm ngược lại nở nụ cười. Thiên giao thánh nữ cùng nguyên cổ thánh tử nghe vậy, trong lòng có loại dự cảm xấu. Ta muốn đơn độc giết các ngươi người nào đó, có lẽ thật đúng là phải bị tai họa ngập đầu. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Có thể nếu như các ngươi tàn sát lẫn nhau mà chết đây, các ngươi nói, đến lúc đó các ngươi thế lực sau lưng là công đánh thiên hoang, hay sẽ tự giết lẫn nhau. Nghe nói như thế, nguyên cổ thánh tử cùng thiên giao thánh nữ sắc mặt đồng thời đại biến, thiên giao thánh nữ cắn răng nói, vậy cũng phải có người tin tưởng. Các ngươi cảm thấy, người khác cho rằng, là chúng ta giết các ngươi khả năng có thể lớn, vậy thì các ngươi tự giết lẫn nhau khả năng có thể lớn đây. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Đương nhiên là tự giết lẫn nhau khả năng có thể lớn, dù sao dị ma một phương mắt cao hơn đầu, bọn họ sẽ không cho rằng thiên hoang run rế so với bọn hắn hiếu thắng. Tốt rồi, không cần nói nhảm, quy củ cũ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Quy củ cũ, cái gì quy củ cũ? Thiên giao thánh nữ cảm thấy rất ngờ vực, bản thân mới vừa tới, làm sao biết cái gì quy củ cũ? Đem người lệnh bài lưu lại, mặt khác lệnh bài cho bọn họ. Nguyên cổ thánh tử nhắc nhở, nhìn thấy thiên giao thánh nữ trên mặt biến hóa, hắn lại nói, không nên hoài nghi, bọn họ hiện tại thực có can đảm giết chúng ta.
Nói lời này thời khắc, nguyên cổ thánh tử nội tâm là có chút hối hận. Hắn vốn là muốn thừa cơ giảm một chút mấy cái đối thủ nhuệ khí, cho nên mới sẽ cùng Tiêu Phàm hợp tác, thậm chí cảm thấy phải mọi thứ đều ở bản thân bàn tay tầm đó. Nhưng hiện tại xem ra, mình mới là bị người khác đùa bỡn bàn tay ở giữa đối tượng. Hắn là thật rất sợ, Tiêu Phàm đem hắn cùng Thiên Giao Thánh Nữ cùng một chỗ diệt, đến lúc đó, bọn họ khả năng thật chết vô ích, đây hoàn toàn không phải nguyên cổ thánh tử kết quả mong muốn. Thiên Giao Thánh Nữ không ngốc, ngược lại 10 điểm thông minh, nàng cũng chỉ có thể dùng lệnh bài để đổi mệnh. Tiêu Phàm Mỹ từ từ lại thu 5 khối lệnh bài, tăng thêm phía trước 5 khối cùng mình một khối, đã có 11 nhanh. Lại đến một đợt, chúng ta liền đi, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Trên người hắn trận bàn cùng phá diệt chi lực, chỉ có thể lại diệt một tổ người, lại nhiều lại không được. Hơn nữa, hắn mặc dù là thật muốn giết Thiên Giao Thánh Nữ cùng Nguyên Cổ Thánh Tử, nhưng hắn biết mình chưa chắc có thể giết được bọn họ. Những người này thân làm Thánh Tử Thánh Nữ, trên người làm sao có thể không có điểm bảo toàn tánh mạng át chủ bài đây. Không phát hiện Nguyên Cổ Thánh Tử cùng Thiên Giao Thánh Nữ mặc dù lo lắng cùng phẫn nộ, nhưng căn bản không có mảy may hoảng hốt sao. Điều này nói rõ bọn họ căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không muốn bại lộ bản thân phim ảnh, hoặc là cái kia át chủ bài đối bọn hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, không muốn sử dụng. Hơn nữa, chỉ cần có thể kiên trì nổi, đến lúc đó xuất ra đi lệnh bài, hoàn toàn có thể tùy tiện cầm về. Tốt, Tà Vũ, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách tất cả đều gật đầu, bọn họ không có bởi vì 10 khối lệnh bài mà là đi lý trí. Thật muốn liều chết giết nguyên cổ thánh tử cùng Thiên Giao Thánh Nữ, chính bọn hắn khẳng định cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Trận pháp bên trong, Thiên Giao Thánh Nữ sắc mặt tái xanh đến cực điểm, nàng thân làm thái nhất thánh giới đứng đầu nhất mấy người trẻ tuổi một trong, khi nào bị người khác uy hiếp qua. Cái này còn là lần đầu tiên, hơn nữa còn là bị thiên hoang tu sĩ uy hiếp, một hơi này, hắn làm sao có thể nuốt trôi. Thiên Giao, người bây giờ cảm nhận được ta phía trước cảm thụ a? Nguyên cổ thánh tử truyền âm nói, trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngươi muốn giết ta, Thiên Giao Thánh Nữ thanh âm rất lạnh, để ngươi không tự chủ được sinh ra một loại phát ra từ linh hồn phân thân hàn ý. Nói như vậy, ngươi cũng muốn giết những người khác. Nguyên cổ thánh tử cười ta một tiếng, nếu như Tà Nguyệt bọn họ biết rõ, ngươi nói bọn họ sẽ ra sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Thiên Giao khịt mũi coi thường, nói, nếu như ta nói cho Tà Nguyệt. Ngươi cùng thiên hoang người hợp tác mưu sát chúng ta, ngươi nói hắn là tin ngươi, còn là tin ta. Nguyên cổ thánh tử sắc mặt trở nên khó nhìn lên, đầu tiên là bị Tiêu Phàm uy hiếp thì cũng thôi đi, bây giờ lại bị Thiên Giao uy hiếp. Chẳng lẽ ta liền không nên đáp ứng thiên hoang người, tính toán Thiên Giao bọn họ sao? Nguyên cổ, chớ ở trước mặt ta khoe khoang ngươi điểm này chừng hạt gạo IQ. Thiên Giao thánh nữ rất đả kích người, mảy may không cho nguyên cổ thánh tử thể diện. Hiện tại hai người chúng ta đều tổn thất nặng nề, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi nghĩ như thế nào, ta liền là nghĩ như thế nào? Nguyên cổ lạnh lùng chờ lấy Thiên Giao. Ta nghĩ cùng Tà Nguyệt bọn họ diệt ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng muốn tự sát? Thiên Giao cười lạnh một tiếng, có chút vênh váo hung hăng. Dừng một chút, hắn lại nói, không muốn lãng phí thời gian, cái tiếp theo hẳn là Tà Nguyệt tiến đến, những người kia khẳng định sẽ còn xuất thủ. Chúng ta không thể lưu lại nơi này. Chẳng lẽ còn rời đi? Nguyên cổ trợn to hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, ta làm sao không nghĩ đến cái này biện pháp đâu? Chẳng lẽ trí thông minh của ta, thật bị Thiên Giao đè xuống đất ma sát? Nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút, thật đúng là chuyện như thế. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp truyền tống trận mở ra một sát na kia lao ra, lấy hắn địa vị, dù cho rời đi thần chiến cổ địa, cũng là có cơ hội lần nữa tiến vào. Thiên Giao như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Nguyên Cổ, nói, Nguyên Cổ, thật không biết ngươi là làm sao sống đến bây giờ, chúng ta lưu lại nơi này, cho dù bất tử, cũng nhất định sẽ bị cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt lần nữa trọng thương, dù cho giết Tà Nguyệt người, cuối cùng xui xẻo nhất, vẫn là chúng ta trước tiến đến. Nguyên Cổ vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ cũng không phải lúc nổi giận, hơn nữa hắn cảm thấy Thiên Giao mà nói rất có đạo lý, đành phải nén giận nói, vậy chúng ta thừa cơ rời đi. Đem việc này nói cho những người khác. Nhưng chúng ta lại có thể được chỗ tốt gì? Vấn đề này, Thiên Giao Thánh Nữ lại là không biết trả lời như thế nào,
nàng dĩ nhiên muốn mượn Tiêu Phàm bọn hắn tay giết mặt khác thánh tử thánh nữ thuộc hạ. Thế nhưng là, bọn họ nếu như lưu lại, cuối cùng cho dù bất tử, cũng nhất định sẽ tàn. Ai biết mấy cái này dám chặn giết bọn họ thiên hoang người, trong tay còn có bao nhiêu loại kia hủy diệt tính lựu đạn đây. Người tiến vào bên trong, liền hai chúng ta, tăng thêm Tà Nguyệt cùng Ngọc Lang địa vị không giống nhau, những người khác coi như cho bọn hắn lá gan, cũng chưa chắc dám giết chúng ta. Thiên Giao Thánh Nữ trầm ngâm mấy tức về sau phân tích nói. Nguyên Cổ Thánh Tử suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, tốt, cứ làm như thế. Hắn đã nhận lấy hai lần bạo tạc, đã mình đầy thương thích, cũng không muốn tiếp tục lưu lại, nếu như lại hố Tà Nguyệt một lần, đó là không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa, coi như chúng ta rời đi, những người khác biết rõ chúng ta thảm như vậy, khẳng định không chỉ có chê cười chúng ta, sẽ còn ứng phó thiên hoang tu sĩ, đến thu hoạch cảm giác ưu việt, không thì tương đương với gián tiếp cho chúng ta báo thù sao. Thiên Giao cười lạnh một tiếng. Nguyên Cổ Thánh Tử không thể không thừa nhận, Thiên Giao rất độc, so với hắn còn nham hiểm hơn. Khi hắn trầm ngâm thời khắc, Thiên Giao lại nói, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, chúng ta sẽ mất mặt, thế nhưng là, chúng ta nếu là có thể cười đến cuối cùng, ném điểm này mặt lại như thế nào đây? Thiên Giao híp híp hai mắt. Nguyên Cổ Thánh Tử tự nhận là vậy là đủ rồi biết Thiên Giao, nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, nữ nhân này thật lạ lẫm. Trong lòng càng là âm thầm thề, tận lực không muốn cùng với nàng nổi lên va chạm, bằng không làm sao bị làm chết đều không biết. Người thông minh, thường thường sẽ chết ở tiểu thông minh bên trên. Nguyên Cổ trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Thiên Giao mà nói. Bất quá, hắn chạy trốn ngược lại thật, chẳng qua đến thời điểm một lần nữa tiến đến, chẳng lẽ thiên hoang những người kia còn dám ngăn đón bản thân hay sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm ngay trước Thiên Giao cùng Nguyên Cổ trước mặt, lại ném đi mấy đoàn phá diệt chi lực ở trận pháp bên trong, tùy thời đều có thể khởi động. Trong lòng hai người đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đều thăm hỏi một lần, nhưng trên mặt vẫn như cũ làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Mắt thấy khoảng cách thời gian uống cạn chung trà càng ngày càng gần, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu không ai có thể hơn lên. 3. Thiên Giao cùng Nguyên Cổ hai người ánh mắt sáng quắc hướng về lối vào, làm cửa vào mở ra một sát na kia, trận pháp sẽ mở ra một hơi thời gian, đây là bọn hắn duy nhất có thể cơ hội chạy trốn. Đi, đột nhiên, Nguyên Cổ hét lớn một tiếng, cực tốc hướng về cửa vào phóng đi. Nhưng mà lúc này, một cánh tay ngọc đột nhiên trọng trọng đập vào lồng ngực của hắn. Thiên Giao, ngươi một cái tiện nhân, Nguyên Cổ Thánh Tử gầm thét, ngươi muốn ta chết, cùng lắm thì mọi người đồng quy vô tận. Nguyên Cổ làm sao cũng không nghĩ đến, Thiên Giao vậy mà lại đột nhiên đánh lén hắn, đây là nghĩ một người bỏ trốn mất dạng. Vừa nói, Nguyên Cổ Thánh Tử trên người bộc phát ra khí thế kinh khủng, một bộ muốn cùng Thiên Giao Thánh Nữ đồng quy vô tận bộ dáng. Ngoại giới, Tiêu Phàm bọn họ cảm nhận được Nguyên Cổ trên người khí tức, sầm mặt lại. Nhất là Thiên Giao, càng là sắc mặt đại biến, khẽ kêu nói, Nguyên Cổ, người muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Nói lời này thời khắc, Thiên Giao chạy nhanh hơn, chớp mắt liền đi tới lối đi ra. Nhưng mà, Nguyên Cổ Thánh Tử không biết thi triển bí pháp gì, vậy mà quỷ dị xuất hiện ở Thiên Giao bên người, một cước giống như bóng roi một dạng hung hăng văng ra ngoài. Tiện nhân, Nguyên Cổ lực đạo rất lớn, một cước đạp ở Thiên Giao trên thân, đồng thời giận mắng một tiếng, lại đem Thiên Giao Thánh Nữ lại cho đạp trở về. Nguyên lai các người đánh là cái chủ ý này, nhưng lại lẫn nhau tính toán. Tiêu Phàm xem như thấy rõ hai người mục đích. Hai người đoán chừng thương lượng chạy ra trận pháp, có thể thời điểm then chốt, Thiên Giao lại xuất thủ đánh lén Nguyên Cổ, cuối cùng lại bị Nguyên Cổ không biết thi triển thủ đoạn gì trái lại đánh bay ra ngoài. Hiện tại, Nguyên Cổ trốn ra trận pháp, mà Thiên Giao Thánh Nữ lại lưu lại. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng có lần lượt từng bóng người vọt vào, chỉ có mười mấy người. Lúc tiến vào bốn phía hỏi dò, hiển nhiên, còn có một vài người không có lập tức xông tới. Thực sự là buồn cười a, những người này cẩn thận như vậy, không phải sợ chúng ta tính toán, mà là sợ chính bọn hắn người mưu hại, cái này là hoàn toàn không đem chúng ta thiên hoang để ở trong mắt a. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Nói xong, hắn không chút do dự thúc giục phá diệt chi lực, những người này, tuyệt đối không thể để bọn hắn ra ngoài thông chi người khác, bằng không mà nói. Bọn họ tuyệt đối một khối lệnh bài cũng không chiếm được.
Đám người này đều là giống nhau mặt hàng, tất cả lệnh bài đều đặt ở bọn họ chủ nhân trong tay. Phá diệt chi lực thúc giục một sát na kia, Tiêu Phàm lại từ trên người bọn họ lấy đi túi càn khôn, ở không có đạt được lệnh bài điều kiện tiên quyết, cũng coi là một điểm an ủi. Tiêu Phàm, một đợt này sợ là thất bại. Tà Vũ vẻ mặt nghiêm túc, những người này bọn họ là lưu lại, có thể nguyên cổ chạy mất. Dị ma một phương khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, đến lúc đó tiến vào trong nháy mắt, thậm chí khả năng phản chế bọn họ trận pháp. Không được, chúng ta nhất định phải đi. Trúc Hồng Tuyết cũng biểu tình vẻ lo lắng. Khương Ách trầm mặc không nói, nhưng hắn ánh mắt chớp lên, hiển nhiên cũng là nghĩ lấy rời đi, bất quá cuối cùng nhưng phải nhìn về phía Tiêu Phàm, chờ đợi hắn ý tứ. Lại, Tiêu Phàm híp hai mắt, trong mắt tinh quang lập lòe, cũng không hề rời đi ý tứ. Chờ chút càng nhiều dị ma giết tới, chúng ta liền phiền toái. Tà Vũ có chút lo lắng nói. Càng nhiều dị ma, lại nhiều cũng chỉ có 24 người, không phải sao? Tiêu Phàm lắc đầu cười nói, hơn nữa ngươi xem, vừa rồi một lần truyền tống tổng cộng mới tiến đến 16 người, còn có 8 người không có vào, bọn họ vì sao không có vào đây? Còn có thể vì sao, nhất định là nguyên cổ ngăn trở bọn họ. Tà Vũ lơ đễnh nói. Nguyên cổ tại sao phải ngăn cản bọn họ đâu? Tiêu Phàm cười hỏi. Hắn, Tà Vũ há miệng muốn nói, lại không biết muốn nói cái gì. Đúng vậy à, nguyên cổ tại sao phải ngăn cản người khác tiến đến đây? Hắn lại không chỉ thiên giao một cái đối thủ cạnh tranh, bình thường mà nói, chỉ cần dị ma nhất phương nhân số so thiên hoang nhiều. Vậy dĩ nhiên là đối thủ chết càng nhiều càng tốt. Hiện tại hắn và thiên giao chết rất nhiều thuộc hạ, bọn họ đứng ở yếu thế, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ đến giết chết những người khác cấp dưới, cắt đứt bọn họ lực lượng. Ngươi là nói, nguyên cổ không nói cho bọn hắn biết, là chúng ta ở chặn giết bọn họ. Tà Vũ trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Có lẽ vậy, nhưng cũng có một loại khả năng khác, hắn vạn nhất nói, thiên giao cùng chúng ta thiên hoang tu sĩ hợp tác. Liên thủ chôn giết bọn họ đâu? Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Vậy cũng phải so với người tin a, hắn mới là cái thứ nhất tiến vào. Tà Vũ vẻ mặt không tin. Thần chiến cổ địa bên ngoài. Nguyên cổ vẻ mặt chật vật xông ra màn sáng, xuất hiện ở ngoại giới bình đài phía trên, nguyên bản còn chuẩn bị tiến vào thần chiến cổ địa tu sĩ tất cả đều ngừng thân hình. Bọn họ tất cả đều kinh ngạc nhìn xem nguyên cổ, lộ ra không thể tin. Nguyên cổ thánh tử hắn không phải tiến vào sao, tại sao lại đi ra? Có người cực kỳ không hiểu. Phải biết, từ thần chiến cổ địa đi ra về sau, liền xem như đào thải A, đã mất đi chiếm lấy táng tổ thiên địa tư cách. Danh ngạch này tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu, bọn họ một phương còn có không ít người không có đi vào đây, nguyên cổ thánh tử đã kết thúc. Đây là có chuyện gì? Thiên hoàng nhất phương minh tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Quân Bách Nhẫn trầm ngâm mấy tức, bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thầm nói, việc này hơn phân nửa cùng Tiêu Phàm bọn họ có quan hệ. Tiêu Phàm, Minh Tôn sững sờ, hiển nhiên là không tin. Cái kia trung phẩm thánh tôn cảnh tiểu tử, lại có thể làm ra kinh thiên động địa như vậy đại sự tình đây. Hắn thấy, đem dị ma nhất phương thánh tử đuổi ra thần chiến cổ địa, việc này đã đủ để chấn động thước cổ kim. Thánh tử, lúc này... Dị ma nhất phương Vân Tôn xuất hiện ở nguyên cổ bên người, vẻ mặt lo lắng nói, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Nguyên cổ thánh tử hít sâu mấy khẩu khí, nghĩa phẫn điền ưng nói, hảo một cái thiên giao, vậy mà cấu kết thiên hoang người, trong ngoài hợp kích bản thánh tử, quay đầu định để tôn tổ đi đến thiên nam vương tộc lĩnh giáo một phen, các ngươi là muốn diệt ta nguyên thế gia vọng tộc sao? Lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ biến sắc, nhất là dị ma một phương. Đối với bọn hắn mà nói, vương tộc cùng cổ thế gia vọng tộc khai chiến, tuyệt đối là dọa người nghe sự tình, đủ để chấn kinh thái nhất thánh giới. Nếu để cho thiên giao thánh nữ nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cái này không phải mình lời muốn nói sao, làm sao bị nguyên cổ đem nói ra. Nguyên cổ thánh tử, việc này tất nhiên có khác kỳ quặc, thiên giao thánh nữ thế nhưng là cái thứ hai đi vào. Lúc này, dị ma một phương lại đi ra cả người khoác chiến giáp nam tử. Ánh mắt sáng rực hướng về nguyên cổ thánh tử, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Nhưng mà, Vân Ma Tôn một bước ngăn tại nguyên cổ trước người, âm thanh lạnh lùng nói, Lan Ma Tôn chẳng lẽ cho rằng, là nguyên cổ thánh tử mình giết người một nhà sao? Vậy cũng chưa hẳn,
người nào không biết nguyên cổ thánh tử là cái thứ nhất tiến vào. Lan Ma Tôn âm dương quái khí nói. Hắn nói bóng gió chính là, coi như liên thủ thiên hoang, cũng nhất định là ngươi nguyên cổ, mà không phải thiên giao thánh nữ. Nguyên cổ thánh tử sắc mặt tái xanh, sát khí nặng nề đảo qua toàn trường tu sĩ nói, thiên giao bút chướng này, bản thánh tử nhớ kỹ, bất quá, các ngươi muốn đi vào, liền phải cẩn thận, nhất là tà nguyệt ngươi. Nói đến đây, nguyên cổ thánh tử nhìn về phía một cái khuôn mặt tuấn tú bạch y nam tử. Ngươi làm ta sợ, bạch y nam tử tà nguyệt thánh tử lạnh lùng cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện, ngươi đi vào mười mấy người kia, đã có đi không trở lại sao? Nguyên cổ dùng sự thực nói chuyện, điểm này hắn 10 điểm xác định, Tiêu Phàm bọn họ có đủ thực lực trong nháy mắt lưu lại tà nguyệt thánh tử người. Tà nguyệt thánh tử thần sắc cứng lại, trong lòng cũng bắt đầu ước lượng lên. Trong lúc nhất thời, toàn trường bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Thời gian một chén trà chẳng mấy chốc sẽ đi qua, có thể tà nguyệt thánh tử căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, miệng hắn trên đầu nói không sợ hãi, nhưng trong lòng lại là lo lắng hết sức. Đương nhiên, hắn không lo lắng thiên giao thánh nữ cùng thiên hoang tu sĩ cấu kết ở tất cả, mà là lo lắng nguyên cổ thánh tử cùng thiên giao cấu kết, khả năng này mới là lớn nhất. Dù sao, bọn họ những người này đều xem thường thiên hoang tu sĩ, lại làm sao có thể cùng bọn hắn hợp tác đây? Ngược lại là nguyên cổ cùng thiên giao hai người, sớm nhất tiến vào thần chiến cổ địa, nói không chừng hai người tân tân khổ khổ đạo diễn một trận vở kịch, chờ lấy bọn họ đi đến chồng đây. Không nói bọn họ, ngay cả quân Bách Nhẫn cũng vẻ mặt nghiêm túc, hắn nguyên bản nhìn thấy nguyên cổ thánh tử trốn tới, xác thực hoài nghi Tiêu Phàm ở bên trong chặn giết những người này. Nhưng nghe được nguyên cổ mà nói, hắn nội tâm hoài nghi. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thật cùng dị ma cấu kết? Sẽ không, Tiêu Phàm cùng ai liên thủ, cũng sẽ không cùng dị ma liên thủ. Quân Bách Nhẫn trong lòng trầm giọng nói. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm là đối dị ma hận thấu xương. Hơn nữa ở trái phải rõ ràng trước mặt, Tiêu Phàm có thể nhìn rõ ràng bản thân. Hẳn là những người này chó cắn chó, kể từ đó, ta thiên hoang tu sĩ, thật vẫn khả năng đoạt được một cái thứ tự. Quân Bách Nhẫn trong lòng có chút mừng thầm. Chỉ cần thiên hoang lấy được một cái danh ngạch, đến lúc đó liền có thể có 4 người tiến vào táng tổ thiên mộ, một khi tất cả đều có thể còn sống đi ra, liền sẽ sinh ra 4 cái thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn. Đây đối với thiên hoang mà nói, tuyệt đối coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đã đến giờ, Vân Tôn, các ngươi người còn không đi vào sao? Minh Tôn đột nhiên trêu ghẹo cười nói. Nhìn thấy dị ma một phương ăn quả đắng, hắn nội tâm cũng 10 điểm thoải mái, ước gì dị ma đều chết ở thần chiến cổ địa cửa vào, cứ như vậy, thiên hoang đoạt được danh ngạch cơ hội liền lớn rất nhiều. Vân Tôn sắc mặt âm trầm hết sức, hắn là đứng ở nguyên cổ nhất phương. Thế nhưng không có tư cách mệnh lệnh mặt khác thánh tử thánh nữ. Dù sao, Tà Nguyệt đám người tới nơi này hộ đạo giả, thực lực cũng không thấp, trong đó không thiếu thiên tôn cường giả. Tà Nguyệt, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất bản thân cẩn thận một chút. Nguyên cổ ngoạn vị nhìn xem Tà Nguyệt nói. Tà Nguyệt mí mắt hơi hơi nhảy một cái, lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía trong đó một nam một nữ nói, Ngọc Lang, U Lan. Các ngươi các mang hai đội người theo ta tiến vào, làm sao? Nam kia nữ thực lực và địa vị đều không thấp, chính là đứng đầu thánh tử thánh nữ, bằng không cũng sẽ không bị Tà Nguyệt mời. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng gật đầu một cái tốt. Vì an toàn lý do, bọn họ cũng tuyệt đối 3 đại thánh tử thánh nữ đồng thời tiến vào, cứ như vậy, bọn họ lực lượng liền lớn rất nhiều. Dù cho thiên giao thật cùng dị ma hợp tác, bọn họ cũng có thể phản sát đối phương. Ngọc Lang, U Lan, các ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, đừng đem bản thân nhập vào. Nguyên cổ cười lạnh nhìn xem hai cái kia thánh tử thánh nữ. Hắn nội tâm nhưng thật ra là hy vọng những người này từng bước tiến vào, cứ như vậy, bị Tiêu Phàm bọn họ giết chết tỷ lệ cũng rất lớn. Chỉ có dạng này, sự chênh lệch giữa bọn họ mới có thể rút ngắn. Vậy cũng không cần ngươi nguyên cổ lo lắng. Trong đó cái kia gọi Ngọc Lang thánh tử nam tử khôi ngô lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không có kiêng kỵ nguyên cổ ý tứ. Hừ, nguyên cổ lạnh rên một tiếng, trong lòng nguyền rủa những người này đều bị Tiêu Phàm giết chết. Đi, Tà Nguyệt mang đến hai chi đội ngũ, tổng cộng 7 người xuất hiện ở cửa vào, 7 người này, đều là hắn tương đối cường đại cấp dưới.
nếu thật là gặp gỡ Thiên Giao bọn họ, giết không tha. Ngọc Lang mang theo mấy cái Khôi Ngô tu sĩ đi tới, sát khí nặng nề nói. Một cái khác hắc y nữ tử dẫn một đám người trầm mặc không nói, bất quá trên người tán phát khí tức lại là để người kiêng kỵ. Ba trên truyền tống trận đột nhiên nhộn nhạo từng đạo liên y, hiển nhiên, truyền tống màn sáng lần nữa mở ra. Bá, Tà Nguyệt ba người, mang theo thuộc hạ của mình gần như đồng thời xông vào màn sáng bên trong, hoàn toàn không có chút gì do dự. Suy nghĩ một chút cũng phải, bọn họ ba đại thánh tử thánh nữ đồng thời tự mình dẫn người xâm nhập, cùng giai bên trong, lại làm sao có thể có địch thủ đây. Thời gian trở lại 10 hơi trước đó, thần chiến cổ địa lối vào, Tiêu Phàm bốn người lại làm xong ứng phó tiến đến dị ma chuẩn bị. Một lần này, bất luận sinh tử, nổ xong liền chạy. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Vừa rồi lần thứ ba nổ chết mười mấy người, đáng tiếc không có đạt được lệnh bài, cái này khiến hắn cực kỳ không cam lòng. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là quyết định lưu lại, trên người hắn phá diệt chi lực cùng trận pháp, còn có thể miễn cưỡng duy trì hắn chèo chống một đợt. Một khi không kiên trì được, đến lúc đó lại chạy đường cũng không khó, dù sao hắn đã chuẩn bị truyền tống trận. Tốt, mấy người trịnh trọng gật đầu. Hô, đột nhiên, truyền tống màn sáng phương truyền đến một cơn chấn động, 24 đạo thân ảnh đồng thời vọt vào, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tiêu Phàm còn chưa kịp thôi động phá diệt chi lực, tiến vào 24 người đột nhiên đồng thời xuất thủ, điên cuồng công kích tứ phương. Tà Nguyệt, các ngươi làm cái gì? Thiên Giao giận tím mặt, những người này tiến đến liền ra tay đánh nhau, không khác biệt công kích, đây là muốn giết hắn sao? Thiên Giao, quả nhiên là ngươi, ngươi dám cấu kết thiên hoang người. Khôi Ngô Ngọc Lang thánh tử tức giận hướng về Thiên Giao. Hắn tiến đến trước đó, nội tâm hy vọng nhường nào Thiên Giao không ở nơi này, như vậy thì có thể khiến cho nguyên cổ nói dối tự sụp đổ. Nhưng mà, bọn họ vừa mới tiến đến, lại thấy được võ trang đầy đủ Thiên Giao, cái này khiến bọn họ làm sao không mơ màng đây. Cấu kết, Thiên Giao cau mày, còn cho rằng mình nghe lầm. Ầm ầm, lúc này, đột nhiên từng tiếng khủng bố nổ vang truyền ra, Tiêu Phàm không chút do dự thúc giục phá diệt chi lực cùng trận pháp, sau đó cùng Tà Vũ mấy người xoay người chạy. Lần này, hắn không có đi trộm túi càn khôn cùng lệnh bài, tiến vào Tà Nguyệt mấy người, để Tiêu Phàm cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, mỗi cái người khí tức trên thân đều cùng nguyên cổ không phân cao thấp. Những người này, rõ ràng đến có chuẩn bị. Hơn nữa hắn phá diệt chi lực cùng trận pháp uy lực có hạn, tối đa cũng liền trọng thương bọn họ một chút cấp dưới mà thôi, Thiên Giao bọn họ là khẳng định không giết chết. Tiêu Phàm đoán không sai, kinh khủng phá diệt chi lực xác thực không thể muốn Thiên Giao mạng của bọn hắn, chỉ là mang đi mấy người bọn hắn cấp dưới tính mệnh mà thôi. Đợi bụi bặm tiêu tán, năng lượng ba động bình tĩnh trở lại về sau, Tà Nguyệt đám người đem Thiên Giao vây chật như nêm cối. Nguyên cổ nói người cấu kết thiên hoang, ta còn không tin, không nghĩ tới bây giờ, người vậy mà cùng thiên hoang người liên thủ ứng phó chúng ta. Tà Nguyệt thánh tử khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lạnh như băng hướng về Thiên Giao. Ta liên thủ thiên hoang, Thiên Giao đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó khinh thường nói, thiên hoang những cái kia rác rưởi, cũng xứng ta liên thủ. Ta nếu là muốn liên thủ, coi như giết không chết các ngươi, nhưng là có thể bước ra các ngươi thiên tôn đạo ân a. Tà Nguyệt cùng Ngọc Lang mấy người hồ nghi, cuối cùng Tà Nguyệt mở miệng nói, thiên hoang những cái kia rác rưởi, xác thực không xứng các ngươi hợp tác, ta cũng không nghĩ tới, người vậy mà lại cùng nguyên cổ đào hố hại ta môn. Ta theo nguyên cổ hại các ngươi, Thiên Giao khịt mũi coi thường, ngay sau đó nhìn chăm chú bốn phía nói, đều là thiên hoang người, bọn họ. Lời còn chưa dứt, Thiên Giao lời nói im bặt mà dừng, bởi vì nàng phát hiện, trận pháp không biết lúc nào không thấy, Tiêu Phàm bọn họ càng là sớm liền không thấy bóng dáng. Hiện tại hắn nghĩ giải thích, cũng không có bất kỳ cái gì dùng a, bản thân nhất định sẽ bị Tà Nguyệt bọn họ hiểu lầm. Nói dối cần một cái khác nói dối che lấp, nói dối quá nhiều thời điểm, liền không che giấu được. Tà Nguyệt thánh tử nhe răng cười một tiếng, ánh mắt u lãnh nhìn xem Thiên Giao. Nhìn thấy Tà Nguyệt, Ngọc Lang cùng U Lan ba người nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, Thiên Giao dứt khoát không đếm xỉa đến, các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ giết ta hay sao? Nói ra lời này thời khắc, Thiên Giao trong mắt đều là vẻ kiêu ngạo, giống như một cái kiêu ngạo khổng tước một dạng. Giết Thiên Giao, Tà Nguyệt mấy người mặc dù có ý nghĩ này, nhưng bọn hắn không dám a,
Thiên Giao địa vị so với bọn hắn đều muốn thắng một bậc, trên người khẳng định có Thiên Tôn đạo ấn. Thiên Tôn đạo ấn, đây chính là Thiên Tôn cường giả một tia tàn niệm, có được hám thiên chi uy, bọn họ có thể không phải là đối thủ. Một khi làm cho Thiên Giao thi triển Thiên Tôn đạo ấn, bọn họ đoán chừng cũng phải tổn thất nặng nề. Chúng ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, bất quá từ nay về sau, chúng ta không còn là người qua đường. Tà Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, sau đó mang theo hắn người phi thân nhảy lên, rơi ở xa xa cổ thuật bên trên. Hắn cũng không hề rời đi, mà đang chờ lấy hắn những người khác tiến đến. Ngọc Lang Thánh Tử cùng U Lan Thánh Nữ cũng giống như thế, bọn họ cũng không có xuất thủ, giết Thiên Giao loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, bọn họ sẽ không đi làm. Thiên Giao sát khí nặng nề nói, nguyên cổ, bản cung cùng ngươi thế bất lưỡng lập, còn có thiên hoang những người kia. Thiên Giao đối Tiêu Phàm nhưng bọn hắn hận thấu xương, đều do những người này, để cho mình tổn thất nặng nề không nói, còn bị Tà Nguyệt bọn họ hiểu lầm. Tà Nguyệt bọn họ nghe được Thiên Giao lời nói, lại là chẳng thèm ngó tới. Bọn họ lưu lại nơi này, chẳng qua là chờ thuộc hạ của mình tới, miễn cho lại gặp Thiên Giao cùng nguyên cổ địch thủ. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện một kiện cổ quái sự tình, kia liền là Thiên Giao cùng nguyên cổ hai người tiến vào thuộc hạ toàn bộ đều không thấy, trong không khí có vẻ như còn phiêu tán máu tươi mùi tanh. Hai người này nhất định là đem thuộc hạ của bọn hắn giấu đi, sau đó chúng ta ngộ cho là bọn họ đồng quy vu tận, liền sẽ lựa chọn những người khác là địch thủ, đến lúc đó bọn họ lại giết chúng ta một trở tay không kịp. Tà Nguyệt trong lòng não bổ, nghĩ rõ ràng trong đó tất cả. Tà Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Nếu như hắn biết rõ, Thiên Giao cùng nguyên cổ bọn hắn thuộc hạ là thật chết, hiện tại chính là giết bọn hắn tuyệt hảo cơ hội, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bên ngoài mấy vạn dặm, Tiêu Phàm thông qua linh hồn phân thân bố trí truyền tống trận truyền đến nơi này, lấy bọn hắn tốc độ, dị ma sợ là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đáng tiếc, chỉ lấy được 10 mai lệnh bài, đợt thứ 3 lãng phí ta không thiếu bản nguyên chi lực. Thậm chí ngay cả một mai lệnh bài đều không lấy được. Tiêu Phàm thấp giọng mắng. Trong miệng hắn cái gọi là bản nguyên chi lực, dĩ nhiên chính là phá diệt chi lực, chỉ bất quá người khác đều tưởng rằng là bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm cũng không muốn bại lộ phá diệt chi lực tồn tại. Chúng ta thay cái kia Tà Nguyệt Thánh Tử làm việc, Tà Vũ cũng thở dài. Tiêu Phàm không khỏi giơ ngón tay cái lên, cười ta nói, cái này hình dung không sai, chúng ta giết người. Vừa vặn rất tốt chỗ lại bị Tà Nguyệt Thánh Tử lấy được, đúng là thay hắn làm việc. Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách hai người xem như cái gì đều không nghe được, người nha, người giết chết chính là Tà Nguyệt Thánh Tử thuộc hạ của mình tốt ha. Nếu như có thể, hắn thà rằng không cần chống đi cái kia mấy khối lệnh bài. Chúng ta làm sao bây giờ? Trúc Hồng Tuyết đổi chủ đề. Chúng ta dù sao cũng là có được 11 mai lệnh bài người, thời gian kế tiếp đương nhiên là uống chút rượu. Phao phao suối nước nóng rồi. Tà Vũ nhe răng cười một tiếng. Cái này thần chiến cổ địa, chẳng lẽ liền không có cái gì cơ duyên sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, hắn không phải ngồi được vững người. Đương nhiên là có a. Tà Vũ lớn tiếng nói. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hỏi chỗ nào? Chúng ta dưới chân, cũng có khả năng ở phía sau chúng ta. Tà Vũ chỉ dưới chân, lại bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng. Ngay sau đó phất phất tay nói thiết, đừng có nằm mộng, nơi này nơi nào có cái gì cầu thí cơ duyên. Đã như vậy, vậy ta trước bế quan một đoạn thời gian, cố gắng đột phá thượng phẩm thánh tôn. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, nói có chuyện gì liền kêu ta. Tốt nhất đừng bế tử quan, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chuẩn bị chạy trốn. Tà Vũ nhắc nhở, hơn nữa, chúng ta 11 mai này lệnh bài còn chưa đủ bảo hiểm. Đến lúc đó lại nói. Dị ma khẳng định trở về đuổi giết chúng ta, cái này còn không có nửa năm thời gian sao? Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết không đủ bảo hiểm. Nhiều như vậy chi đội ngũ, muốn đi vào 5 vị trí đầu, 10 mai lệnh bài thật vẫn chưa hẳn đủ. Ngươi tâm thật to lớn, Trúc Hồng Tuyết thình lình toát ra một câu. Điểm này nàng đều không thể không bội phục Tiêu Phàm, đi tới nơi này lại còn nhẹ nhàng thoải mái, phải biết, nơi này tỷ lệ tử vong thế nhưng là vượt qua 5 thành A. Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm liền dị ma cũng dám chặn giết dũng khí, trên đời này còn có cái gì là hắn không dám làm đây. Tiêu Phàm không thèm để ý bọn họ, trực tiếp tiến nhập bế quan trạng thái, hắn còn kém tu la sát lục bản nguyên chi lực không có cảm ngộ đệ tam thành,
chỉ cần lĩnh ngộ thành công, chắc chắn nhất cử đột phá thượng phẩm thánh tôn. Đến lúc đó, hắn tu La Sát Lục bản nguyên chi lực cơ số sẽ bạo tăng, bản nguyên chi lực khống chế độ cũng sẽ tăng lên, đối thực lực bản thân, vẫn là không nhỏ xúc tiến tác dụng. Tà Nguyệt, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách ba người không biết làm cái gì, lưu lại một người cho Tiêu Phàm hộ pháp, hai người khác thường xuyên ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nửa tháng sau, Tiêu Phàm vừa mới thức tỉnh, liền nghe được Tà Vũ ngưng trọng thanh âm, Tiêu Phàm, người biết không? Chúng ta phiền toái. Phiền toái gì? Tiêu Phàm mặc dù không thích phiền phức, nhưng là cho tới bây giờ không sợ phiền phức. Chúng ta không phải giết nguyên cổ cùng thiên giao không ít người sao? Hiện tại bọn hắn đang khắp nơi đuổi giết chúng ta thiên hoang người, thần chiến cổ địa lại lớn như vậy, bọn họ sớm muộn sẽ tìm được chúng ta. Tà Vũ ngưng tiếng nói. Đây không phải rất bình thường sao? Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, dị ma giết thiên hoang người, vấn đề này lại không quá bình thường. Lại nói, nếu như tất cả mọi người trốn tránh tránh, không chạm mặt mà nói, vậy cái này thiên tài nhiệm vụ nơi nào còn có nửa điểm nguy hiểm có thể nói. Thế nhưng là, ta thiên hoang có một chi đội ngũ đã bị diệt. Tà Vũ trầm giọng nói, ai, Tiêu Phàm, đều là chúng ta làm chuyện tốt ha, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một tòa cổ mộ rậm rạp sơn lâm bên trong, mấy bóng người nhanh chóng xuyên toa. Tựa như đang trốn tránh cái gì. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy bọn họ, khẳng định có thể nhận ra, những người này không phải người khác, chính là Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh hai người đội ngũ. Nha, đều là Tiêu Phàm làm chuyện tốt, lại dám giết dị ma hơn 10 người, đến mức bọn họ liều mạng cũng phải diệt chúng ta. Đế Thái Ất giận mắng không thôi. Tiêu Phàm thực lực đã mạnh như vậy sao? Long Vô Mệnh nhíu mày. Vừa mới nghe được Tiêu Phàm giết mấy chục cái dị ma tin tức, hắn là không tin. Nói đùa cái gì, dị ma một phương thực lực cường đại dường nào, có không phải người ngu, làm sao có thể trong vòng một ngày giết chết mấy chục cái dị ma đây? Chẳng lẽ dị ma sẽ rửa sạch sẽ cổ đưa ra nhường ngươi chặt sao? Mạnh, Đế Thái Ất khinh thường, nói câu khó nghe, trên người hắn trừ bỏ món kia thời không pháp bảo, căn bản là không có gì không tầm thường. Nhất định là dùng ám muội thủ đoạn diệt dị ma. Chỉ cần có thể ứng phó dị ma, còn phân thủ đoạn gì sao? Long Vô Mệnh lắc đầu, hắn đối Tiêu Phàm thái độ cũng đã không còn bất luận cái gì khinh miệt, có là ngưng trọng. Dừng một chút, hắn lại nói, đi, muốn theo mọi người tụ hợp lại nói, bằng không chúng ta rất nguy hiểm. Long Vô Mệnh không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm dũng khí của bọn hắn hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Bọn họ tiến vào thần chiến cổ địa, chỉ muốn làm sao đào mệnh. Mà Tiêu Phàm, lại là cái thứ nhất nghĩ đến lưu lại chặn giết dị ma người, mấu chốt là hắn còn thành công. Cũng chính là bởi vì như vậy, nguyên cổ cùng thiên giao hai người dẫn theo thuộc hạ của bọn hắn, điên cuồng vây giết thiên hoang tu sĩ. Mặt khác dị ma thánh tử thánh nữ thấy thế, chỗ nào nguyện ý làm một cái quần chúng đây? Dù sao... Bọn họ các đại thánh tử thánh nữ cùng thuộc hạ của mình thường xuyên ở cùng một chỗ, muốn giết một cái thánh tử thánh nữ chiếm lấy lệnh bài, cơ hồ là không thể nào, chí ít độ khó rất lớn. Cho nên, không đến mấu chốt cuối cùng thời điểm, bọn họ sẽ không tự giết lẫn nhau. Kể từ đó, bọn họ chỉ có thể săn giết thiên hoang tu sĩ, tới kéo mở mình cùng mặt khác thánh tử thánh nữ chênh lệch. Dạng này, thiên hoang thập nhị chi đội ngũ liền thảm. Nửa tháng điên cuồng vây quét, thiên hoang có một chi đội ngũ đã bị diệt, lệnh bài cũng rơi vào nguyên cổ tay. Long Vô Mệnh bọn họ nguyên bản cùng mặt khác 5 chi đội ngũ cùng một chỗ, nhưng mà mấy ngày trước bị dị ma tách ra, bọn họ đội ngũ, cũng tổn thất một người, chỉ còn lại có 3 người, hiện tại chỉ có thể mau chóng cùng những đội ngũ khác tụ hợp. Hội họp đồng thời, bọn họ lại sinh ra sợ gặp gỡ mặt khác dị ma, nếu như chỉ là một chi đội ngũ. Bọn họ còn có một trận chiến năng lực. Nhưng đối phương đều là mấy chi đội ngũ hành động chung, một khi gặp gỡ, trên cơ bản đều sẽ một con đường chết. Nhanh lên, bọn họ hẳn là ngay ở phía trước. Đế Thái Ất mặt âm trầm, trong lòng đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Oanh, nhưng mà, vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, mà lại còn đang nhanh chóng hướng về bọn họ vị trí tới gần. Đi mau! Đế Thái Ất ba người giống như chim sợ cành cong, nhấc chân chạy, trực tiếp xông ra cổ lâm, hướng về chân trời lao đi. Động tĩnh khổng lồ hấp dẫn đánh nhau tu sĩ chú ý,
một người trong đó quát to, Đế Thái Ất, Long Vô Mệnh, mau tới đây giúp đỡ. Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh ba người nghe vậy, lúc này mới quay đầu nhìn đi, lại là nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, đang bị một chi dị ma đội ngũ vây công. Băng Diệt Phong, Băng Diệt Thủy, Đế Thái Ất nhíu mày, nhận ra hai người. Bọn họ không phải bốn người sao, làm sao hiện tại chỉ còn lại hai người? Còn lo lắng cái gì, chúng ta mà chết, các ngươi cũng càng thêm nguy hiểm. Băng Diệt Phong nhìn thấy Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh không có động tĩnh, không khỏi trở nên lo lắng. Hai người bọn họ cùng bốn cái dị ma điên cuồng chiến đấu, miễn cưỡng có thể duy trì, nhưng nếu là đưa tới mặt khác dị ma, vậy thì phiền toái. Hiện tại chỉ có nhanh chóng giải quyết nơi này chiến đấu, bọn họ cơ hội sống sót mới càng lớn. Giết, Long Vô Mệnh muốn so Đế Thái Ất quyết đoán rất nhiều, trực tiếp xông đi lên. Đế Thái Ất cùng một người tu sĩ khác nhìn lẫn nhau một cái, khẽ cắn môi cũng xông tới. Bọn họ có ba người, tăng thêm Băng Diệt Phong hai người bọn họ, về số người chiếm cứ ưu thế, trong nháy mắt đem đối diện bốn cái dị ma đặt ở hạ phong. Băng Diệt Phong, các ngươi không muốn bảo lưu lại, bằng không tất cả mọi người phải chết. Long Vô Mệnh mặt âm trầm, hắn trực tiếp thi triển đồng thuật không gian tiêu diệt một cái, có thể sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Có thể đến nơi này người, vô luận thiên hoang tu sĩ, vẫn là dị ma, đều là thiên tài đứng đầu. Dù cho hắn thi triển đồng thuật không gian, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói xong, Băng Diệt Phong, Băng Diệt Thủy, cùng Đế Thái Ất đồng thời thi triển ra tuyệt sát một đòn, đả thương nặng ba cái dị ma, lúc này, Long Vô Mệnh cùng một người khác vọt lên, bổ rơi hai người. Muốn chết, thì cùng chết, nhưng mà, còn có một người không giết chết, hắn đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng, trực tiếp đánh về phía Long Vô Mệnh bọn họ. Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất bọn họ trốn được tốc độ không nhanh, ngược lại là bọn họ đội ngũ một người, bị cái kia dị ma ôm lấy, sau đó một tiếng vang thật lớn truyền ra. Oanh một tiếng nổ vang, tam tinh ma tôn tự bảo uy lực không cách nào tưởng tượng, dù cho Long Vô Mệnh bọn họ toàn lực phòng ngự, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Người kia tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì, trực tiếp bị cái kia tam tinh ma tôn cho nổ thành huyết vụ. Băng Diệt Phong, Băng Diệt Thủy, đều tại các ngươi. Đế Thái Ất hung tợn nhìn xem Băng Gia huynh đệ. Hai người này lúc trước quyết đoán từ bỏ Tiêu Phàm bọn họ đội ngũ, bây giờ mình bị dị ma vây công, lại trước tiên hướng người khác cầu cứu, không thể không nói, bọn họ rất sợ chết. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn bọn họ chết sao? Băng Diệt Phong lạnh rên một tiếng, cái này nồi, hắn có thể không cõng. Tốt rồi, không nên ồn ào, chúng ta bốn người liên thủ, cùng lắm thì lấy được lệnh bài, các ngươi lấy trước. Băng Diệt Thủy hợp thời mở miệng nói. Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất hai người nhìn nhau, cuối cùng đành phải nuốt vào cục tức này. Bọn họ lệnh bài đây, có phải hay không các ngươi vụng trộm cầm? Nhưng mà, Đế Thái Ất bọn họ bốn phía tìm một vòng, cũng không nhìn thấy lệnh bài, bốn người lại bắt đầu nghi kỵ. Không phải là các ngươi cầm sao? Băng Diệt Phong cười lạnh. Vừa mới còn liên thủ giết bốn cái dị ma chính bọn họ, trong nháy mắt lại bắt đầu chó cắn chó, thậm chí có ra tay đánh nhau tư thế. Long Vô Mệnh, Băng Diệt Phong, các ngươi cũng ở nơi đây. Lúc này, nơi xa đột nhiên lại toát ra mấy bóng người, nhanh chóng hướng về nơi này vọt tới. Thiên Sơn Tận, Lâm Thiên Cảnh, Long Vô Mệnh cũng nhận ra người tới, lúc này mới thở dài một hơi. Nhanh rời đi nơi này, khẳng định có không ít dị ma nghe được động tĩnh hướng bên này chạy đến. Thiên Sơn Tận trầm giọng nói, bọn họ đội ngũ không có dừng lại, mà là nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Long Vô Mệnh mấy người lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng may vừa mới toát ra không phải dị ma, mà là Thiên Sơn Tận bọn họ, bằng không, bọn họ có thể gặp phiền toái. Thật lâu, ba cái đội ngũ, tổng cộng 8 người ở một mảnh rậm rạp cổ lâm dừng lại, trên đường đi tất cả mọi người trầm mặc, tức giận có chút âm trầm. Những ngày qua, chắc hẳn cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua. Thật lâu, Thiên Sơn Tận mới chủ động mở miệng. Vậy thì như thế nào đây? Băng Diệt Phong âm dương quái khí nói. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới, chúng ta làm gì sẽ không dễ chịu sao? Thiên Sơn Tận híp híp hai mắt, trên người lấp lóe lấy sát khí. Đám người nghe vậy, sầm mặt lại, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới một cái tên. Tiêu Phàm, Băng Diệt Phong cùng Đế Thái Ất chăm miệng một lời.
Không sai, đều là cái kia Tiêu Phàm, hắn là để dị ma truy sát chúng ta tội khôi họa thủ. Thiên Sơn Tận Tán Thành gật đầu nói, nếu như chúng ta bại lộ Tiêu Phàm vị trí, dị ma có lẽ liền không giết chúng ta đây. Thiên Sơn Tận, người quên quân các chủ ra lệnh, Long Vô Mệnh nhíu mày. Hắn tự nhiên cũng muốn Tiêu Phàm chết, nhưng hắn vẫn là có ranh giới cuối cùng người, tự hắn có thể giết, nhưng ở chỗ này, không thể ra bán Tiêu Phàm, cái này cùng phản bội Thiên Hoang có gì khác biệt. Ta lại không nói muốn bán rẻ Tiêu Phàm a. Thiên Sơn Tận đạm mạc cười một tiếng, chúng ta hoàn toàn có thể tùy tiện báo một vị trí, hấp dẫn dị ma lực chú ý, lấy danh nghĩa của hắn thay chúng ta giảm bớt một lần áp lực mà thôi, có cái gì không được. Biện pháp này không sai. Đế Thái Ất trước tiên phụ họa nói. Vậy cứ như thế quyết định, Thiên Sơn Tận búng tay một cái, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh quang. Tiêu Phàm một chuyến ở thần chiến cổ địa đi dạo mấy ngày, cũng không nhìn thấy một cái dị ma, liền cảm giác tẻ nhạt không thú vị. Nơi này chính là một mảnh thông thường bao la cổ thế giới, trừ bọn họ, trên cơ bản không có mặt khác cường đại sinh linh tồn tại. Bất quá, Tiêu Phàm cũng phát hiện kỳ dị địa phương, cái kia chính là chỗ này không gian dị thường kiên cố, dù cho bọn hắn thực lực, cũng xé không ra. Hơn nữa, nơi này sinh cơ dị thường nồng đậm, nếu như bị thương, có thể nhanh chóng khôi phục. Không được, dạng này trốn ở đó không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, đem Tà Vũ bọn họ giật nảy mình. Ta cũng cảm thấy vậy, nếu không đi tìm một đội dị ma sát sát. Tà Vũ cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Các ngươi lại muốn đâm cái gì yêu thiêu thân? Trúc Hồng Tuyết vẻ mặt phòng bị nhìn xem hai người. Lần trước bốn người bọn họ dùng phá diệt chi lực oanh sát dị ma còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là bây giờ nàng lấy được dị ma điên cuồng đuổi giết bọn họ tin tức, ra đầu đều hơi tê tê. Hơn nữa, Thiên Hoàng tu sĩ hiện tại tử thương thảm trọng, bọn họ bây giờ chiếm được 10 mai lệnh bài, là có hy vọng nhất lên cấp, theo lý thuyết không nên đi mạo hiểm. Tiêu Phàm, Tà Vũ, ta cần phải nhắc nhở một chút các ngươi, dị ma bình thường đều là tốt mấy chi đội ngũ kết bạn mà đi. Khương Ách cũng khó chủ động mở miệng nói. Cũng vậy, Tà Vũ lập tức chỗ này. Nếu để cho hắn cùng dị ma một đối một, hắn sẽ không có bất kỳ e ngại, nhưng là một đối bốn. Thậm chí một đấu 10, hắn lại không phải người ngu, chắc chắn sẽ không đi chịu chết. Không, các ngươi còn không có lý giải ta ý tứ. Tiêu Phàm lại là híp mắt cười một tiếng. Tiêu Phàm, ngươi lại nghĩ tới điều gì chủ ý xấu? Tà Vũ vẻ mặt hưng phấn nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, cái gì gọi là chủ ý xấu, nếu như không phải của ta chủ ý xấu, trước đó có thể chôn giết mấy chục cái dị ma, lấy được 10 mai lệnh bài sao? Ta cảm thấy, Tiêu Phàm vẫn là hắng giọng một cái, nói, bản thân giết người quá mệt mỏi. Cái kia trực tiếp đem bản nguyên chi lực lựu đạn hướng dị ma trung gian ném một cái, liền nổ chết 10-20 cái kia còn mệt không? Tà Vũ không bĩu môi nói, trang bức, ta chỉ phục ngươi. Chẳng lẽ ta bản nguyên chi lực không cần tiêu hao sao? Ngươi có biết hay không, ta những cái kia bản nguyên chi lực, hao phí ta giá lớn bao nhiêu? Tiêu Phàm hung hăng trừng mắt Tà Vũ nói. Tà Vũ bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút cũng phải, bọn họ lại không bỏ ra cái gì, nhiều nhất ra một lần cu ly mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm, lại là bỏ ra cái giá rất lớn. Huống hồ, trước đó loại tình huống đó, cũng không thể phục chế, chúng ta còn phải nghĩ những biện pháp khác. Tiêu Phàm chỉnh sửa một chút cảm xúc, nói. Đã như vậy, vậy chúng ta làm sao giết dị ma? Tà Vũ trầm tư nói. Hắn cũng nghĩ qua mau chóng làm nhiều mấy khối lệnh bài, nhưng những này dị ma tốt mấy chi đội ngũ tụ cùng một chỗ, bọn họ cơ hội đánh lén đều không có a. Chưa hẳn muốn chúng ta giết a. Tiêu Phàm lại là híp híp hai mắt. Chúng ta không giết, chẳng lẽ chờ lấy dị ma bản thân đem lệnh bài đưa ra? Trúc Hồng Tuyết tức giận. Ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ một tiếng. Bất quá hắn lời này tuyệt đối là không dám nói ra, Trúc Hồng Tuyết tránh không được muốn liều mạng với hắn. Dừng một chút, Tiêu Phàm mới nói, các ngươi không phát hiện, dị ma cũng không phải là đồng tâm hiệp lực sao. Ngươi là nói, để dị ma tàn sát lẫn nhau. Tà Vũ một điểm liền thông, có thể dị ma không phải người ngu, bọn họ làm sao có thể tự giết lẫn nhau đây. Không sai, bọn họ muốn động thủ, khẳng định cũng là trước hết giết chúng ta. Trúc Hồng Tuyết cũng gật đầu nói.
Điểm này căn bản không cho phép hoài nghi, dị ma ở giữa tranh phong, khẳng định phải chờ đem thiên hoang tu sĩ diệt về sau mới có thể bắt đầu, bọn họ một cái danh ngạch cũng sẽ không cho thiên hoang tu sĩ. Các ngươi không phải nói những cái kia dị ma rất muốn giết ta sao? Nếu như bọn họ biết rõ trên tay của ta có 11 mai lệnh bài đây. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, tin tức này, sợ là chỉ có nguyên cổ cùng thiên giao biết chưa? Không sai, chúng ta trước đó dò xét tin tức, không ai nói lệnh bài sự tình, hơn phân nửa là nguyên cổ cùng thiên giao muốn giết chúng ta, độc chiếm lệnh bài. Tà Vũ gật gật đầu. Vậy liền đem tin tức này truyền đi. Tiêu Phàm cười nói. Làm sao truyền, nơi này liền những sinh linh khác đều không có, chẳng lẽ chính chúng ta đi nói cho bọn hắn sao? Trúc Hồng Tuyết nghi ngờ nói. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, nàng bỗng trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra không thể tin. Chỉ thấy Tiêu Phàm thân hình bỗng phát sinh biến hóa, khí tức trên thân cũng trong nháy mắt biến thành dị ma khí tức. Chính ta đi, Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng. Vậy chúng ta làm cái gì? Tào Nguyệt nhíu mày, nói ta kỳ thật không ngại ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Giết người lại quá mệt mỏi, cái kia cũng không thể không hề làm gì, chờ lấy dị ma đem đầu mình chặt đi xuống a. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, đương nhiên, các ngươi cũng không phải là cái gì cũng không cần làm. Nói đến đây, Tiêu Phàm lấy ra mấy cái hộp ngọc, giao cho Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết. Ngươi không phải nói không có bản nguyên chi lực sao? Tà Vũ trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Hiện tại thật không có. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, tốt rồi, cái này không phải chủ yếu vấn đề, ta đi thả tin tức, ba người các ngươi đem bản nguyên chi lực lựu đạn hảo hảo an để ở chỗ này, quay đầu trốn đi. Nói xong, Tiêu Phàm liền đã tại chỗ biến mất. Phương pháp này đi thông sao? Tà Vũ nhíu mày. Đi thông, Khương Ách hít sâu một cái nói, ta phát hiện, Tiêu Phàm tiến vào nơi này, tuyệt đối là dị ma ác mộng. Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nếu như không có Tiêu Phàm, bọn họ những người này, hơn phân nửa đều phải để lại ở thần chiến cổ địa. Nhưng là bây giờ, vậy liền không nhất định. Đi, chúng ta mau chóng cất xong bản nguyên chi lực lựu đạn. Tà Vũ trầm giọng nói. Mấy người ngược lại là quyết định nhanh chóng, hoa một canh giờ bố trí xong tất cả, liền rời khỏi nơi này. Mấy ngày sau, cơ hồ đại bộ phận dị ma đều được Tiêu Phàm tin tức. 11 mai lệnh bài, nguyên cổ cùng thiên giao không có nói láo, bọn hắn người, thực sự là bị thiên hoang tu sĩ giết đi. Ha ha, thật là sống nên, khó trách bọn hắn không nguyện ý để lộ đối phương, nguyên lai là muốn độc chiếm 11 mai lệnh bài. Hiện tại bọn hắn biết rõ người kia trốn ở Vẫn Long Sơn Mạch, nhất định sẽ tiến về, người kia gọi Tiêu Phàm đúng không? Thực lực không được tốt lắm, chỉ bất quá có một cái cường đại thời không pháp bảo mà thôi. Thật đúng là thật là lớn gan chó, chẳng những không trốn đi, ngược lại buông lời muốn chúng ta lăn đi nhận lấy cái chết. Theo ta thấy, vẫn cẩn thận là hơn, ta cuối cùng cảm giác có âm mưu. Thần chiến cổ địa khắp nơi đều đang nghị luận Tiêu Phàm sự tình, có chút dị ma đã xuẩn xuẩn dục động. Nếu như Tiêu Phàm nghe đến mấy câu này, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, bản thân lại không phải người ngu, hắn nhưng không có để lộ tên của mình. Làm sao dị ma không chỉ có đã biết tên của hắn, liền hắn có được thời không pháp bảo sự tình cũng rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, nếu như thiên sơn tận bọn họ nghe được dị ma mà nói, cũng nhất định sẽ kinh ngạc. Bọn họ mặc dù tiết lộ Tiêu Phàm rất nhiều tin tức, nhưng là Tiêu Phàm vị trí lại là tùy ý báo một thứ đại khái phương vị, làm sao dị ma tựa như rất xác định Tiêu Phàm tiến nhập Vẫn Long Sơn Mạch đây. Mà lúc này, thiên sơn tận mấy người ngừng chân ở một vùng núi đỉnh cao. Nhìn qua xa xa dãy núi, thiên sơn tận cười cười nói, nơi này chính là Vẫn Long Sơn Mạch, dị ma tạm thời khẳng định nghĩ không ra nơi này, liền để Tiêu Phàm tạm thời thay chúng ta hấp dẫn cửu hận a. Tiêu Phàm thả xong tin tức, đã tìm được Tà Vũ bọn họ, mấy người đối Tiêu Phàm kế sách có chút không xác định. Tiêu Phàm, những cái kia dị ma không phải người ngu, sẽ không như thế tùy tiện trốn đi a. Tà Vũ hồ nghi nói. Tiêu Phàm thả cái tin tức cũng liền thời gian mấy ngày mà thôi, bọn họ một mực canh giữ ở Vẫn Long Sơn Mạch phụ cận, chờ vài ngày, cũng không có cái gì người. Vẫn Long Sơn Mạch so sánh lớn, mặc dù có ta thần điêu giám thị, nhưng nếu như bọn họ cố ý trốn tránh chúng ta, vậy khẳng định không phát hiện được bọn họ. Tiêu Phàm cười nói, hắn thần điêu chỉ là tu vi bình thường, có thậm chí không có tu vi, bằng không mà nói,
dễ dàng bị đối phương phát hiện. Hơn nữa, dị ma coi như mà nói bọn họ, khẳng định cũng sẽ không trắng trợn đến, tất nhiên ẩn giấu đi khí tức, nghĩ dựa vào những cái kia thần điêu hoàn toàn dám thì tất cả thánh tôn cảnh hành tung, vậy căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Ân, vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Thế nào, Tà Vũ nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Dị ma ta ngược lại thật ra không phát hiện, bất quá, chúng ta người, ngược lại là thấy được. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, ngay sau đó lại sờ lỗ mũi một cái, bổ sung một câu, có vẻ như cũng không tính là người của chúng ta. Ai? Trúc Hồng Tuyết hỏi. Tiêu Phàm không có mở miệng, mà là lấy tay vung lên, trước người lập tức hiện lên bốn bóng người. Đế Thái Ất, Long Vô Mệnh, Thiên Sơn Tận cùng Lâm Thiên Cảnh. Trúc Hồng Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra cái này bốn bóng người, đột nhiên mặt liền biến sắc nói, bọn họ tới nơi này làm gì, vạn nhất dị ma đến, bọn họ không phải chết. Dừng một chút, Trúc Hồng Tuyết quay người chuẩn bị đạp không mà lên, không được, chúng ta phải nhắc nhở bọn họ. Ngươi cấp bách cái gì kình đây? Tà Vũ vội vàng bắt lấy Trúc Hồng Tuyết cánh tay, sau đó tựa như giống như bị chạm điện vội vàng buông ra, lui về phía sau mấy bước. Trên mặt vậy mà còn xuất hiện một màn hồng nhuận phơn phớt. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, cái này Tà Vũ, chẳng lẽ còn không có chạm qua nữ nhân. Liền có ý tứ, ngông nghênh khí thế Tà Vũ, lại còn là cái tiểu sử nam. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hướng về phía Tà Vũ nháy mắt ra hiệu, Tà Vũ kém chút không tìm đầu kẽ đất chui vào, lần này tốt rồi, bị Tiêu Phàm bắt tại trận. Tiêu Phàm, người nhanh nghĩ biện pháp thông chi bọn họ. Vạn nhất dị ma đến, bọn họ đều phải chết, mặc dù bọn họ cùng ngươi có thù, nhưng bọn hắn chết rồi, cũng là thiên hoang tổn thất. Trúc Hồng Tuyết lo lắng nói. Lời này Tiêu Phàm liền không thích nghe, lông mày lập tức nhíu lại. Cái gì gọi là bọn họ cùng ta có thù, chết chính là thiên hoang tổn thất, chẳng lẽ còn là ta muốn giết chết bọn họ hay sao? Huống hồ, coi như thiên hoang tổn thất cái gì, lại theo ta quan hệ thế nào? Tà Vũ làm sao không biết Tiêu Phàm đối thiên hoang không có gì tốt cảm giác đây, vội vàng đục cái lỗ hổng nói, Tiêu Phàm, Trúc Hồng Tuyết không phải cũng là nghĩ đến chúng ta nhiều một phần lực lượng sao? Tiêu Phàm bạch Tà Vũ một cái gì gọi là trọng sắc khinh hữu, cái này là được. Ta đã đi thông chi bọn họ, không cần thiết bại lộ hành tung của chúng ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu. Hắn cũng không phải không có cái nhìn đại cục người, đến nơi này. Chỉ cần Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất bọn họ không tìm bản thân phiền phức, mình cũng tuyệt đối không động hắn môn một cọng lông tóc. Nhưng nếu là bọn họ còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng mà, Tiêu Phàm vừa mới nói xong lời này, liền hối hận, sắc mặt trở nên tái nhợt hết sức. Lúc này, một mảnh u sâm sơn cốc, Đế Thái Ất bốn người giấu ở một chỗ trong sơn động, lần này tiến vào thần chiến cổ địa. Mục tiêu thứ nhất hay sống xuống tới. Về phần săn giết dị ma loại hình sự tình, bọn họ căn bản không nghĩ tới tham dự. Nếu có lạc đàn dị ma, ngược lại là có thể ra tay giết rơi, không trải qua đến lệnh bài cơ hội quá xa vời. Dù sao, những lệnh bài kia đều tập trung ở dị ma nhất phương thánh tử thánh nữ trong tay. Mà những cái kia thánh tử thánh nữ, mỗi người bên người đều có hơn mấy chục cái dị ma. Chỉ bằng bọn họ cái này cánh tay nhỏ bắp chân, ở đâu là đối thủ. Liền nơi này tuyệt đối an toàn, băng diệt phong hai người bọn họ đồ hèn nhát, vậy mà vụng trộm chạy trốn, sớm muộn phải rơi vào dị ma trong tay. Thiên Sơn Tận nhìn xem tứ phương u sâm hoàn cảnh, đắc ý cười một tiếng. Thiên Sơn Tận, lần này chúng ta cố ý tiết lộ Tiêu Phàm hành tung, nếu để cho Tiêu Phàm đã biết, chúng ta. Đế Thái Ất vẫn còn có chút lo lắng. Biết rõ lại như thế nào, chúng ta chỉ là tùy ý nói một vị trí mà thôi, coi như nói cho dị ma tên của hắn, cũng không có cái gì dùng. Thiên Sơn Tận lơ đễnh nói. Dừng một chút, lại nói, huống hồ, dị ma nếu như đụng phải, đó cũng chỉ là hắn vận khí không tốt, chúng ta căn bản không biết hắn vị trí cụ thể, làm sao nói hại hắn. Nói đến đây, Thiên Sơn Tận trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, trong lòng lại bổ sung một câu. Người đời chỉ biết là ta võ đạo thiên phú không sai, lại không biết, ta soán mệnh trình độ cũng chưa có người có thể so sánh. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng, có lẽ sẽ khịt mũi coi thường. Người nhà soán mệnh chi thuật chưa có người có thể so sánh,
bản thân sẽ còn cố ý chạy đến cái này Vẫn Long Sơn Mạch. Nếu như giờ này khắc này, có vô số dị ma chạy đến, người Thiên Sơn Tận lại sẽ có cảm tưởng gì đây? Cái gì gọi là tự phụ, cái này liền gọi là tự phụ. Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh gật đầu một cái, dù sao bọn họ là không có hại Tiêu Phàm, nếu như quả thực là muốn nói một cái hại Tiêu Phàm, đó cũng là Thiên Sơn Tận. Trong lòng bọn họ không có nửa điểm tội ác cảm giác. Về phần Lâm Thiên Cảnh, hắn ngược lại là hy vọng dị ma có thể tìm được Tiêu Phàm, tốt nhất là giết hắn, kể từ đó, cũng có thể thay Lâm gia chết đi những người kia báo thù. Tìm kiếm cho ta, càng là chỗ khuất, càng không thể bỏ qua. Liền trước mặt mọi người người trầm mặc thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng của trách, Thiên Sơn Tận đám người sắc mặt đại biến. Thiên Sơn Tận, người không phải nói nơi này tuyệt đối sẽ không khác thường ma tới sao? Đế Thái Ất mặt âm trầm truyền âm nói, liền hô hấp cũng không dám quá gấp gáp. Long Vô Mệnh cùng Lâm Thiên Cảnh cũng mặt âm trầm nhìn xem Thiên Sơn Tận, tựa như chỉ cần Thiên Sơn Tận không cho một cái hài lòng trả lời thuyết phục, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có khả năng, ta thả ra tin tức, rõ ràng không phải ở Vẫn Long Sơn Mạch. Thiên Sơn Tận sắc mặt cực kỳ khó coi, nơi nào còn có vừa rồi nửa điểm tự tin. Bất quá, hắn vẫn như cũ không đối với mình soán mệnh chi thuật có bất kỳ hoài nghi. Nếu như hắn biết rõ Tiêu Phàm là thiên đố chi nhân, hơn nữa bên người còn đi theo một cái Khương Ách, vận mệnh càng là quỷ dị khó dò, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Ngươi đừng nói cho ta biết, Tiêu Phàm bọn họ ở chỗ này. Hay là nói, người đầu phục dị ma. Đế Thái Ất hiển nhiên không tin Thiên Sơn Tận lý do thoái thác, mặt âm trầm chất vấn. Đánh rắm, lão tử làm sao có thể đầu nhập vào dị ma. Thiên Sơn Tận giận tím mặt, trên người đột nhiên chán phóng khí thế cường đại. Đế Thái Ất, Long Vô Mệnh cùng Lâm Thiên Cảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Đế Thái Ất càng là giận dữ hét, Thiên Sơn Tận, lão tử nếu không chết, tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Dứt lời, ba người đồng thời phóng lên tận trời. Hiện tại muốn bọn họ tin tưởng Thiên Sơn Tận không có phản bội Thiên Hoang, đầu nhập vào dị ma, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi có thể hảo hảo giải thích, tại sao phải phóng xuất ra khí thế, hấp dẫn dị ma đến đây? Ta, Thiên Sơn Tận á khẩu không trả lời được, nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, nhấc chân chạy. Ở nơi đó, truy, một tiếng quát như sấm ở cổ lâm vang lên. Thiên Sơn Tận nở rộ khí thế một sát na kia, một đám dị ma trong nháy mắt cảm ứng được bọn họ tồn tại. Thậm chí, bọn họ còn tưởng rằng Thiên Sơn Tận bọn họ chuẩn bị đánh lén bọn họ đâu, đem bọn hắn giật nảy mình. Ở tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Thiên Hoang người đều là đồ hèn nhát, không có mấy người dám đối phó bọn hắn. Quả nhiên, đám này Thiên Hoang người chẳng những không công kích, ngược lại nhấc chân chạy. Một đám dị ma chỗ nào vẫn không rõ. Đám người này nhất định là không cẩn thận bại lộ hành tung, cho nên liền chạy. Siêu siêu, lần lượt từng bóng người cấp tốc xông ra cổ lâm, hướng về chân trời lao đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đế Thái Ất bọn họ liền bú sữa mẹ khí lực đều thi triển ra, có thể hậu phương dị ma lại theo đuổi không bỏ. Bọn họ cũng nhìn rõ ràng dị ma số lượng, dĩ nhiên là 8 người, hiển nhiên là 2 chi đội ngũ thông hành, lấy một chọi 2. Bọn họ hoàn toàn không có nửa điểm lòng tin. Thiên Sơn Tận, người đuổi theo chúng ta làm cái gì? Đế Thái Ất tức giận gầm thét lên, người lại theo kịp, cho dù chết ở dị ma trong tay, lão tử cũng trước chảm ngươi. Đế Thái Ất mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ lại là không cần nói cũng biết. Người Thiên Sơn Tận đầu phục dị ma, cố ý bại lộ hành tung của chúng ta, nghĩ đẩy chúng ta vào chỗ chết, bây giờ còn đuổi theo chúng ta. Cho dị ma dẫn đường, thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao? Không thể không nói, đây là một cái hoàn mỹ hiểu lầm. Thiên Sơn Tận có khổ khó nói, nhưng hắn là tuyệt đối không dám một thân một mình chạy trốn. Nếu như một mình hắn một mình đào tẩu, đối phương phân ra một chi đội ngũ đuổi giết hắn, vậy hắn còn có hy vọng sống sót sao? Giờ phút này, hắn nội tâm ngược lại là có chút ý nghĩ, nếu như hắn thật là đầu phục dị ma, hắn cũng không cần lo lắng như vậy bị dị ma giết chết. Nhưng mấu chốt là, hắn căn bản không có đầu nhập vào A. Long Vô Mệnh cùng Lâm Thiên Cảnh cũng tức giận nhìn xem Thiên Sơn Tận, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Ta thật không có đầu nhập vào dị ma. Thiên Sơn Tận giận dữ hét, thiếu chút nữa thì muốn khóc lên. Ở Thiên Hoang, hắn
hắn biết bao hào quang, phong quang vô hạn, thân làm đỉnh cấp thiên tài hắn, đi tới chỗ nào đều là bị thụ chú mục tồn tại. Nhưng mà, đến nơi này, vận mệnh của hắn ngay cả mình đều không thể nắm trong tay thời điểm, nơi nào còn có nửa điểm thiên tài khí khái. Ngược lại là Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh, đều so với hắn muốn tốt rất nhiều, nhất là Đế Thái Ất, hắn nhưng là chân thực từ trong thi sơn sờ soạng lần mò người đi ra ngoài vật. Mặc dù ghét một điểm, nhưng hắn quả thật có bản thân ngông nghênh. Hừ, Đế Thái Ất lạnh rên một tiếng, cũng không có động thủ. Hiện tại bị dị ma truy sát, có thể không động thủ liền không động thủ, một khi dừng lại, mặt khác dị ma chạy đến, bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, xa ngoài vạn dặm, Tiêu Phàm xác thực sắc mặt tái xanh. Tiêu Phàm, thế nào? Khương Ách mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng không kém. Ta bị người bán, Tiêu Phàm tự giễu cười một tiếng, nhìn về phía Trúc Hồng Tuyết nói, buồn cười là, có ít người còn muốn ta đi cứu bọn họ. Đế Thái Ất bọn họ, Tà Vũ nhíu mày. Tiêu Phàm, ta biết ngươi không muốn cứu bọn họ, cũng không cần tìm dạng này lấy cớ. Trúc Hồng Tuyết tức giận nói, ngươi không đi, ta đi. Nói xong, Trúc Hồng Tuyết khiêng một chuôi đại đao, chuẩn bị đạp không mà lên. Oanh, lúc này, nơi xa mấy đạo thân ảnh cấp tốc bay vút qua, hư không truyền ra từng đợt tiếng xé gió chói tai. Bọn họ đi đâu? Tà Vũ hỏi. Đế Thái Ất bọn họ bị phát hiện, bây giờ bị hai cái đội ngũ truy sát, những cái này dị ma khẳng định nhận lấy tín hiệu, chạy tới ngăn chặn bọn họ. Tiêu Phàm như thực nói ra. Bất quá nhường hắn xuất thủ đi cứu Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh bọn họ, hắn thật đúng là không như vậy rộng rãi. Những người này vừa rồi đều còn nghĩ đến âm hắn, Tiêu Phàm không cho bọn họ bỏ đá xuống giếng, đã coi là không tệ. Các ngươi đều không đi đúng không? Trúc Hồng Tuyết nhìn Tiêu Phàm ba người một cái, khẽ cắn môi, dọc theo những cái kia dị ma phương hướng bắn ra. Tiêu Phàm, nhanh, chúng ta theo sau. Tà Vũ biến sắc, Trúc Hồng Tuyết một người tiến lên, không phải muốn chết sao? Muốn đi ngươi đi, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, chúng ta bố trí bẫy dập ở cách đó không xa, mà không phải Đế Thái Ất bọn họ vị trí. Tà Vũ thở sâu, do dự một chút nói, ta cuối cùng không thể để cho một cái nữ hài tử đi mạo hiểm. Các ngươi chờ ta ở đây tin tức. Dứt lời, Tà Vũ cũng đạp không mà lên. Nữ hài tử, Tiêu Phàm nghe được mấy chữ này, toàn thân đều hiện nổi da gà lên. Trong đầu không kiềm hãm được hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Trúc Hồng Tuyết hình ảnh, khiêng hai thanh quỷ đầu đao, đại sát tứ phương, giống như một tôn nữ chiến thần. Nữ nhân như vậy, cùng nữ hài tử có nửa điểm quan hệ sao? Tiêu Phàm trong lòng đối Trúc Hồng Tuyết dù sao cũng hơi khó chịu. Bản thân không lo lắng đội hữu an toàn, ngược lại muốn lôi kéo một đám đồng đội đi chịu chết. Đồng đội không đi, một mình ngươi xông đi lên, cái này cùng phân liệt đội ngũ có gì khác biệt. Hiện tại bọn hắn chỉ đội ngũ này chia làm hai cái tiểu đội, nếu như gặp gỡ dị ma, có thể sống sót cơ hội lại nhỏ rất nhiều. Ngươi làm sao không đi? Tiêu Phàm quay người nhìn về phía không nhúc nhích Khương Ách, cười nói. Ta biết, ngươi không là công báo tư thù người. Khương Ách lắc đầu, hơn nữa, ngươi khẳng định đã biết chúng ta không biết, có thể nói cho ta một chút sao? Cái kia cái gì Thiên Sơn tận tiết lộ ta tin tức, hơn nữa còn báo cáo láo chúng ta vị trí, muốn mượn dị ma tay tới giết ta. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh. Hắn rất ít tức giận như vậy, có thể Thiên Sơn tận bọn họ loại hành vi này, Tiêu Phàm không tức giận cũng khó khăn. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, bất quá ta rất hiếu kỳ, coi như báo cáo láo vị trí của ta. Hẳn là đối bọn hắn cũng không giá trị, vì sao Thiên Sơn tận muốn làm như thế? Chẳng lẽ vẻn vẹn để dị ma tìm ta khắp nơi, phân tán áp lực của mình? Khương Ách trầm ngâm mấy tức, lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau nửa ngày mới nói, nếu như là người khác, có lẽ sẽ báo cáo láo vị trí không có ý nghĩa, bất quá cái này Thiên Sơn tận. Thiên Sơn tận như thế nào? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Ta nghe nói, hắn đã từng thu được thầy tướng số truyền thừa. Khương Ách thở sâu, nói có lẽ, hắn sẽ suy tính đến chúng ta vị trí cũng khó nói. Thầy tướng số, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rút lại một chút, nếu thật là dạng này, cái kia Thiên Sơn tận bại lộ hắn vị trí, giá trị liền hoàn toàn khác nhau. Nếu như là báo cáo láo vị trí, có lẽ chỉ là giảm bớt trên người mình áp lực. Nhưng là hắn nếu như biết mình vị trí thực sự, há chẳng phải là nói rõ,
hắn là thật nghĩ đưa mình vào tử địa. Xem ra ta không đi cứu bọn họ, là đúng. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đối với người muốn giết hắn, Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng sẽ không buông qua, quản ngươi có đúng hay không thiên hoang tuyệt thế thiên tài. Nhưng bây giờ, Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết đi, ta sợ. Khương Ách lại lo lắng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, trầm mặc. Đúng vậy a, hắn có thể không để ý tới Đế Thái Ất cùng Thiên Sơn Tận bọn hắn an nguy, có thể Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết đây. Trúc Hồng Tuyết là hắn kéo vào đội ngũ, bản thân xem như đội trưởng, cũng không thể mặc kệ đội viên sống chết a. Nhưng nếu như đuổi theo, hơn phân nửa có tính mệnh chi uy, đem cả chi đội ngũ toàn bộ góp đi vào. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm gặp được nan đề. Tiêu Phàm, vô luận người đi không đi cứu bọn họ, ta đều cảm thấy không sai. Nhìn thấy Tiêu Phàm khó xử, Khương Ách lơ đễnh nói, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Tiêu Phàm bĩu môi, bình thường cái này Khương Ách một cái rắm đều không thả ra được, hôm nay làm sao nhiều lời như vậy. Bất quá hắn cũng nghe ra Khương Ách trong lời nói ý tại ngôn ngoại, bản thân không sai, không phải là có sai sao. Nếu như ta không đi, chẳng phải là trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết. Tiêu Phàm dĩ nhiên không muốn chết, nhưng là không nghĩ rơi một cái bêu danh, huống chi, Tà Vũ tốt xấu cũng tính là hắn bằng hữu. Đi, muốn chết liền chết đi. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, quyết định chắc chắn, trực tiếp đạp không mà lên. Khương Ách chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng đi theo bay đi. Chân trời, từng tiếng nổ vang truyền ra, hiển nhiên là đã đánh nhau, Tiêu Phàm trong lòng cũng không khỏi lộp bộp một lần. Hắn an bài thần điêu, đã tất cả đều mẫn diệt, hắn hiện tại cũng không biết nơi nào là cái gì tình huống. Nếu thật là bị hơn mấy chục cái dị ma vây công, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Khương Ách, ngươi được hay không? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Khương Ách nói. Hắn chỉ biết là Khương Ách là thiên ách chi thể, tới gần hắn sẽ 10 điểm suối quẩy, nhưng là, hắn chưa từng thấy qua Khương Ách thực lực chân chính. Đương nhiên, Khương Ách có được ai đây đụng ai xui xẻo thuộc tính, đoán chừng đã có thể ở thần chiến cổ địa sông pha. Yên tâm đi, thật đánh lên, có thể không cần phải để ý đến ta. Khương Ách mỉm cười, thần sắc như thường, cũng không có biến hóa quá lớn. Tiêu Phàm âm thầm hồ nghi. Cái này Khương Ách cũng quá bình tĩnh a, chẳng lẽ hắn trừ bỏ thiên ách chi thể bên ngoài, thực lực bản thân cũng đồng dạng vô cùng cường đại. Bằng không, bằng vào hắn thiên ách chi thể, cũng chưa chắc có thể giữ được hắn. Dù sao, nếu có dị ma bốc lên đồng quy vu tận ý nghĩ, vẫn là khả năng đánh giết hắn. Bất quá, Khương Ách chính mình cũng không lo lắng, vậy hắn vẫn có cái gì lo lắng đây? Mắt thấy khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy xa xa tình hình chiến đấu. Đế Thái Ất, Long Vô Mệnh bốn người vẫn là bị dị ma ngăn lại, tăng thêm mới vừa tới chặn giết bọn họ dị ma, đối phương nhiều đến 16 người. Dù cho Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết đuổi tới, gia nhập chiến trường, bọn họ cũng chỉ có 6 người, cơ hồ là lấy một địch ba cục diện. Trận chiến này huống, cũng không quá tốt, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Đột nhiên, trong đầu hắn cảm nghĩ trong đầu lên Thiên Sơn Tận bọn họ tính toán bản thân một màn, hiện tại bản thân thế nhưng là bị dị ma hận thấu xương đây. Vạn nhất Thiên Sơn Tận đem dung mạo của mình bại lộ cho dị ma, những cái kia dị ma nhìn thấy bản thân hiện thân, đến lúc đó vạn nhất cùng một chỗ xông lên giết mình làm thế nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình một trận biến hóa, ngay cả mình linh hồn khí tức đều trong nháy mắt cải biến. Khương Ách thấy thế. Cũng biết Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, âm thầm gật đầu. Tiêu Phàm muốn đi cứu người, có thể cũng không phải là đi dâng mạng. À nơi xa, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại là Lâm Thiên Cảnh một cánh tay bị dị ma chặt đứt, một cái chân bị dị ma xinh xinh xé xuống, máu tươi vẩy ra, huyết tinh hết sức. Đồng thời, cổ của hắn bị một cái dị ma nắm được, tùy thời đều có thể bóp nát. Cứu ta, Lâm Thiên Cảnh giống to. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Ở thiên hoang, hắn là tuyệt thế thiên kiêu, lâm gia đệ tử thiên tài, mà bây giờ, hắn chỉ là một cái tham sống sợ chết thiên hoang tu sĩ mà thôi. Không thể không nói, Lâm Thiên Cảnh tương đối suối quẩy, đối phó hắn dị ma nhiều đến 4 cái, ở đâu là hắn có thể địch. Nói câu khó nghe, những cái này dị ma cũng không phải rác rưởi, mỗi cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Lâm Thiên Cảnh có thể lấy một chọi hai đoán chừng đều miễn cưỡng.
nhưng hắn lấy một địch bốn, sớm muộn chỉ có bị giết phần. Chết, một tiếng bạo hống xuyên truyền ra, lại là nhìn thấy một cái dị ma bị một chuôi quỷ đầu đao cắt thành mảnh vỡ, liền tựa như thái thịt chặt dưa một dạng đơn giản. Xuất thủ người tự nhiên là Trúc Hồng Tuyết, nàng lấy một địch ba, lại còn dư xài. Đánh giết một cái dị ma, hắn nhanh chóng hướng về Lâm Thiên Cảnh vị trí bay đi, Lâm Thiên Cảnh tựa như thấy được hy vọng, hét lớn, Trúc Hồng Tuyết, cứu ta. Trúc Hồng Tuyết thần sắc hờ hững, liều mạng hướng Lâm Nho bên kia tới gần, hoàn toàn không để ý dị ma ngăn giết. Tiêu Phàm thấy một màn như vậy, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, lần trước hắn kém chút giết Lâm Nho, cũng là Trúc Hồng Tuyết ngăn cản. Lần này Lâm Thiên Cảnh mắt thấy khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước, những người khác không gấp, mà nàng lại vô cùng nóng nảy, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu. Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết tại sao phải cứu Lâm gia người? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi, tốc độ dưới chân lại không giảm mảy may. Ngươi thật không biết, Khương Ách quái dị nhìn xem Tiêu Phàm, phát hiện Tiêu Phàm thật không biết việc này, sau đó lại nói, vài thập niên trước, Lâm gia còn không phải thập đại gia tộc một trong. A, Tiêu Phàm không hiểu, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Lúc ấy thập đại gia tộc xếp hạng cuối cùng chính là Trúc gia. Khương Ách híp híp hai mắt nói, ngay lúc đó Trúc gia đã yếu đuối, trong vòng một đêm bị Lâm gia hủy diệt. Vậy Trúc Hồng Tuyết lại là làm sao sống sót? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Mẫu thân của nàng là Long gia người, Lâm gia ai cũng dám giết, nhưng tuyệt đối không dám động nàng. Khương Ách lắc đầu. Tiêu Phàm tựa như nhớ ra cái gì đó, hắn nhớ kỹ Trúc Hồng Tuyết là Long Hồng Tuyết biểu tỷ, chẳng lẽ chính là cái này bên trong quan hệ giữa. Hắn không cắt đứt Khương Ách lời nói, tiếp tục nghe Khương Ách nói ra, đương nhiên, Lâm gia bỏ qua cho nàng, cùng một chút huyết mạch không thân người, nhưng là để Long Hồng Tuyết phát thể độc, để cho nàng tuyệt không cùng Lâm gia là địch, nhìn thấy Lâm gia người gặp nguy hiểm, nhất định phải xuất thủ cứu giúp, bằng không. Bằng không làm sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Chẳng lẽ đây chính là Trúc Hồng Tuyết nhất định phải cứu Thiên Sơn tận cùng Lâm Thiên Cảnh bọn hắn nguyên nhân? Bằng không, trời chu đất diệt, Trúc gia người chết mất. Khương Ách hít sâu một cái nói, đương nhiên, Trúc Hồng Tuyết sở dĩ xuất thủ, cũng không chỉ có chỉ là như thế, mà là hắn cùng với dị ma cũng có không đội trời chung mối thù. Những chuyện này, Tiêu Phàm ngược lại không có quá nhiều hứng thú, cũng không có đầy đủ sự tình hỏi thăm. Bọn họ đã đến gần chiến trường. Khi bọn hắn phóng xuất ra cường đại khí tức thời điểm, Lâm Thiên Cảnh cũng đúng lúc bị hai cái dị ma phân thây, cho dù Trúc Hồng Tuyết cũng không có đủ cứu được hắn. Hắn trước khi chết, chỉ để lại tức giận một câu, Thiên Sơn Tận, lão tử kiếp sau đều không buông tha ngươi. Thiên Sơn Tận bị giống toàn thân run rẩy, Lâm Thiên Cảnh cứ thế mà chết đi. Đây chính là thiên hoàng tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật A, ở dị ma thiên tài trước mặt, chẳng lẽ cứ như vậy yếu không trải qua gió sao? Kinh hãi thời khắc, hắn đột nhiên thấy được Tiêu Phàm cùng Khương Ách thân ảnh của bọn hắn, ánh mắt hơi hơi sáng lên, hét lớn, Khương Ách, cứu ta. Khương Ách ánh mắt bình tĩnh, tới gần chiến trường thời khắc, hắn không chút do dự xông vào dị ma. Khương Ách, Tiêu Phàm kêu to, muốn ngăn cản Khương Ách. Nhưng mà, hắn thanh âm cảm nhiễm mà dừng, trên mặt lộ ra hoảng sợ, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Chỉ thấy Khương Ách hướng về phía hư không vẽ một vòng tròn. Sau đó nhẹ nhàng nói thầm nói, vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi. Vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi. Tiêu Phàm vẻ mặt mộng bức, ngươi nha, đây chính là ngươi tự tin có thể đối phó dị ma thiên tài thủ đoạn. Ngươi xác định không có nói đùa. Tiêu Phàm có loại xông đi lên hành hung Khương Ách xúc động, bất quá, không đợi hắn phóng ra bước chân, sau một khắc, kinh khủng sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Khương Ách phía trước, một cái dị ma nhìn thấy Khương Ách đánh tới. Cười lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm chém xuống. Thế nhưng là, hắn vừa mới giơ lên trong tay kiếm, chẳng biết tại sao, hai tay hai chân tựa như không nghe sai khiến, thật giống như bị một cỗ kinh khủng lực lượng trói buộc lại một dạng. Ngay sau đó, Khương Ách chậm rãi hướng đi cái kia dị ma, một tay khoác lên dị ma bờ vai bên trên. Răng rắc một tiếng, dị ma trực tiếp gãy xương, thân thể hướng phía dưới ngồi xổm, vừa mới giơ lên kiếm. Trực tiếp vứt ra ngoài. Nhưng mà, trường kiếm tại hư không quay lại, một kiếm đâm vào hắn giữa lưng, xuyên qua hắn ngực. Tê bốn phía một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, hắn đây nha là thủ đoạn gì, trực tiếp để đường đường tam tinh ma tôn tự sát.
chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Chỉ là, đây cũng quá trùng hợp đi à? Tiêu Phàm bị Khương Ách loại này thủ đoạn cho kinh động, đây chính là Khương Ách tự tin thủ đoạn. Chém giết cùng giai dị ma, hoàn toàn giống như bóp chết một con kiến a. Khương Ách thực lực chân chính, đã vậy còn quá biến thái. Cái này so với Long Vô Mệnh cái này thiên hoang thần các công nhận cùng tuổi một đời đệ nhất thiên tài mạnh hơn nhiều a, dù cho Tiêu Phàm, cũng không hiểu rõ Khương Ách loại này thủ đoạn. Dám giết ta thánh tộc người, tự tìm cái chết. Một tiếng quát như sấm vang lên, mấy cái dị ma từ bỏ ứng phó Long Vô Mệnh cùng đế thái ất bọn họ, chuyển đi qua đối phó Khương Ách. Cẩn thận, Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt biến hóa, lách mình vào tới. Kiếm thệ, một tiếng khẽ nói, chỉ thấy một đạo kiếm quang lấp lóe, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ thi triển, dù cho thượng phẩm thánh tôn đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo chớp lóe. Phốc phốc, trong đó một cái dị ma, trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên qua thân thể, máu tươi đen ngòm cuồng phún. Mặc dù không chết, nhưng là bị Tiêu Phàm một kích này trọng thương. Nhưng mà, mặt khác ba cái tam tinh ma tôn, lại đã cách Khương Ách rất gần, Tiêu Phàm muốn cứu viện, đều đã không kịp. Vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi, ngươi và ngươi. Khương Ách lại là không nhanh không chậm, tùy ý tại hư không vẽ một vòng tròn, sau đó hướng về phía ba người kia nhẹ nhàng chỉ. Nho nhỏ yêu pháp, cũng muốn ứng phó chúng ta. Trong đó một cái dị ma cực kỳ khinh thường. Đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, một chút thông thường nguyền rủa đối bọn hắn đã không có hiệu quả, trừ phi mệnh cách nguyền rủa. Theo bọn hắn nghĩ, vừa mới Khương Ách sở dĩ giết bọn hắn một cái đồng bạn, chẳng qua là dùng đặc biệt yêu pháp mà thôi. Hiện tại, ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, Khương Ách tối đa cũng liền có thể ứng phó một người, bọn họ hoàn toàn có biện pháp có thể giết chết Khương Ách. Các ngươi cuốn lấy bọn họ, đừng để những người này trốn, thánh tử rất nhanh liền đến. Thẳng hướng Khương Ách một cái khác dị ma hét lớn, chỉ cần lưu lại những người này, tuyệt đối là một cái công lớn. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, trên mặt hắn vẻ đắc ý, trong nháy mắt bị kinh khủng thay thế. Đôi mắt của hắn bên trong, đột nhiên có một đạo kiếm mang cực tốc tới gần, chẳng biết lúc nào, hắn một cái đồng bạn đã bỏ đi Khương Ách, vậy mà phản đi qua đối phó hắn. Không đúng, không phải hắn đồng bạn từ bỏ ứng phó đối phương, mà là thật giống như bị thứ gì cho vấp té, thân thể không đứng vững, cho nên đao trong tay liền hướng về hắn phách chạm mà xuống. Hắn ngược lại không gấp không hoảng hốt, chuẩn bị hướng về một bên tránh đi, cũng không đem hắn đồng bạn công kích để ở trong mắt. Chỉ là, khi hắn muốn phóng ra bước chân thời điểm, lại phát hiện thân thể bị một cỗ lực lượng khốn trụ, không, chuẩn xác mà nói, là chân tê dại. Ta thế nhưng là tam tinh ma tôn a, làm sao có thể sẽ chân tê dại? Cái này nghi ngờ, hắn nhất định vĩnh viễn nghĩ không hiểu, bởi vì hắn đồng bạn một đao đã từ hắn mi tâm gắng sức chém xuống. Cả người tính cả linh hồn, đều bị một đao kia cho xé vỡ nát. Ngươi làm gì, điên rồi sao? Người thứ ba thấy thế, vô cùng phẫn nộ, liền đồng bạn mình đều giết, đây không phải điên lại là cái gì. Nhưng có thể là tức giận nguyên nhân, hắn ngực vậy mà trực tiếp nổ tung, nổ hắn máu tươi lăng lệ. Mau tránh ra, cái kia cầm đao dị ma hét lớn một tiếng, hắn căn bản không biết mình đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới trong đầu hắn còn đang suy nghĩ. Đem đám người này toàn bộ lưu lại, quay đầu cho thánh tử tranh công, cũng liền một sát na kia thất thần, bản thân vậy mà giết một cái đồng bạn. Hắn trước tiên nghĩ tới là huyễn cảnh, nhưng loại này cảm giác quá chân thực, hơn nữa, bản thân trường đao, rốt cuộc lại hướng về cái thứ hai đồng bạn rơi đi, cái này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Người kia càng thêm hoảng hốt, bản thân chẳng qua là giống một tiếng, lại đem lồng ngực cho nổ tung, máu tươi dính bản thân vẻ mặt. Hai mắt đều có chút không mở ra được. Hắn chỉ nghe được đồng bạn một tiếng quát lớn, ngực liền bị một chuôi trường đao cho xuyên qua, hắn trên mặt lộ ra không thể tin. Khi hắn lấy lại tinh thần thân đến, cúi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy bản thân đồng bạn, vậy mà tự tay giết mình. Ngươi, cái này dị ma hoàn toàn nghĩ không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy thể nội khí số cùng sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, trong tay hắn giơ lên một cái búa trực tiếp rơi xuống. Oanh, một tiếng nổ vang, cái búa trực tiếp đập bạo cái kia cầm đao dị ma đầu, vô số bạch tương bắn ra bốn phía. Một màn này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả chiến đấu trong nháy mắt ngừng lại. Thời không dường như đứng im,
tất cả ánh mắt tất cả đều rơi vào Khương Ách trên người. Đây chính là ba cái tam tinh ma tôn a, thiên hoàng bất cứ người nào, đều khó có khả năng thời gian ngắn giết chết bọn họ. Nhưng Khương Ách lại làm được. Ai cũng không biết hắn là làm sao làm được, thế nhưng ba cái tam tinh ma tôn, đúng là thần hồn câu diệt. Bậc này giết người ở vô hình thủ đoạn, quá kinh khủng. Những cái kia dị ma, càng là thân hình run rẩy dữ dội, nhìn về phía Khương Ách ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Lúc này mới bao lâu thời gian a, thì có bốn cái đồng bạn chết ở trong tay Khương Ách, bọn họ nơi nào còn có dũng khí lưu lại nơi này. Đi, trong đó một cái dị ma nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng về nơi xa bỏ chạy. Giờ khắc này, ai cũng không lại nghĩ đến săn giết thiên hoàng tu sĩ. Bọn họ nơi nào còn có lá gan này. Hô hô, trong chớp mắt, còn dư lại mười mấy dị ma, tất cả đều hướng về nơi xa bỏ chạy, cho dù là bọn họ nhân số vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong, cũng không dám đối thiên hoàng tu sĩ xuất thủ. Cái kia cả người bốc lấy hắc khí người, quá tà môn. Thủ đoạn giết người càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Khương Ách nhìn thấy những cái kia dị ma rời đi. Còn người chỗ sâu lại là hiện lên một vòng yên tâm. Một màn này, người khác có lẽ không thấy được, nhưng Tiêu Phàm lại nhìn ra hết sức rõ ràng, trong lòng âm thầm trầm ngâm, giết chết bốn cái dị ma, đã là hắn mức cực hạn. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm có chút thất vọng, lại giống như nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó cười khổ lắc đầu, vừa rồi mình cũng là bị Khương Ách dọa sợ. Nói thật, loại kia thủ đoạn, hắn Tiêu Phàm là cũng có chút hâm mộ. Có thể lại không nghĩ Khương Ách quá biến thái, đó hoàn toàn là cho bọn hắn trọng đại đả kích. Hiện tại xem ra, Khương Ách loại này thủ đoạn giết người, cũng là có cực hạn. Nhìn thấy những cái kia dị ma thoát đi, Tiêu Phàm cũng khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, nhưng mà lúc này, một bóng người khác lại là giống giận xông tới, chạy chỗ nào. Tiêu Phàm bọn họ cổ quái nhìn xem Thiên Sơn Tận cũng cảm thấy hậu phương không có người hưởng ứng hắn. Một trận lúng túng đã ngừng lại thân hình. Ngươi ngược lại là xông lên a. Tà Vũ khinh thường nhìn Thiên Sơn Tận một cái. Người này thời điểm then chốt tham sống sợ chết, hiện tại Khương Ách giết bốn người, trấn trụ dị ma, hắn nhưng phải xung phong đi đầu xông đi lên, làm cho ai nhìn đây. Nơi này người, người nào không biết ngươi là cái gì mặt hàng. Thiên Sơn Tận một trận lúng túng, sau đó chắp tay một cái nói, tạ mấy vị xuất thủ cứu giúp. Nếu không chúng ta tạm thời liên hợp làm sao? Cái này vốn là cũng chính là quân các chủ ý tứ. Người cũng biết là quân các chủ ý tứ. Bất thiện ngôn ngữ Khương Ách đột nhiên lạnh rên một tiếng, trước đó là ai muốn chạy trốn, vứt bỏ Tiêu Phàm bọn họ đây. Thiên Sơn Tận lại là không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh, nói, bọn họ không có tiến đến, chúng ta cho là bọn họ không tiến vào, trốn tránh gì ma tránh né, có cái gì không được. Vậy các ngươi tiếp tục trốn a. Tiêu Phàm cau mày nhìn mấy người một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh ánh mắt phức tạp, bọn họ tự nhiên sớm đã nhận ra Tiêu Phàm, lại là không biết làm sao đối mặt hắn, dù sao bọn họ cùng Tiêu Phàm tầm đó có không thể điều hòa cừu hận. Nhưng hiện tại, hai người mình lại bị Tiêu Phàm cứu, tương đương với bị bản thân cừu nhân cứu, hai người bọn họ tự nhiên là lúng túng hết sức. Bất quá Tiêu Phàm cũng không nhìn nhiều hai người một cái, hắn là sẽ không chủ động tới cứu bọn họ, chẳng qua là Trúc Hồng Tuyết cùng Tà Vũ đến, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Chờ chút, Tiêu Phàm vừa mới quay người, liền bị Thiên Sơn Tận gọi lại. Có việc, Tiêu Phàm thần sắc lãnh đạm nhìn Thiên Sơn Tận một cái, mặc dù hắn không có chứng cứ gì, nhưng trong lòng là nhận định Thiên Sơn Tận cừu nhân này. Cái này tiểu nhân dám sau lưng hãm hại bản thân. Nếu như không phải ở thần chiến cổ địa, hắn hiện tại liền đã một kiếm chảm đi lên. Thiên Sơn Tận ánh mắt chuyển động, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhìn chăm chú Khương Ách trong tay một mai lệnh bài nói, một mai này lệnh bài, tất cả mọi người có xuất lực, có phải hay không đều có phần đây. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Khương Ách lòng bàn tay, tay phải của hắn, chính nắm lấy một khối tư cách lệnh bài. Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh hai người rõ ràng là đã sớm thấy. Bất quá hai người đều không có mở miệng, ở hai người xem ra, Tiêu Phàm lần này cứu mình, lệnh bài này, coi như trả ân. Chỉ là không nghĩ tới, Thiên Sơn Tận đã vậy còn quá ra mặt dày, còn muốn chia cắt lệnh bài, hoặc là yêu cầu bồi thường. Tiêu Phàm cũng là ngoài ý muốn nhìn xem khối kia tư cách lệnh bài, theo lý thuyết,
tư cách lệnh bài không cũng đều là tại những cái kia thánh tử thánh nữ trên người sao, những người này làm sao sẽ có được. Lệnh bài ta có thể không muốn, nhưng là, ít nhiều cũng phải có chút đền bù tổn thất a. Quả nhiên, Thiên Sơn Tận vẫn là mặt dạn mày dày nói ra lời này. Một mai này lệnh bài, cùng ngươi có cái gì liên quan? Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Tà Vũ liền nhíu mày. Hắn nội tâm cũng có chút hối hận đi theo Trúc Hồng Tuyết tới cứu Thiên Sơn Tận bọn họ, những người này, nhất định chính là một đám hỗn đản, đáng chết. Nếu như không phải chúng ta những người này kiềm chế lấy những cái kia dị ma, các ngươi có thể giết bọn hắn sao? Thiên Sơn Tận cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên, các ngươi nếu là cho là ta một người dễ khi dễ, vậy liền nghĩ sai. Ha ha, đột nhiên, một mực trầm mặc Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười như điên, hai mắt lạnh như băng nhìn xem Thiên Sơn Tận, Thiên Sơn Tận, ta hành tung là ngươi bại lộ cho dị ma a. Đừng tưởng rằng người không biết, quỷ không hay. Liền làm không chê vào đâu được. Thiên Sơn Tận nghe vậy, biến sắc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói, không biết ngươi nói cái gì. Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất lại là kinh ngạc nhìn xem Thiên Sơn Tận, gia hỏa này không phải nói tùy ý báo một vị trí sao, làm sao trở thành cố ý hãm hại Tiêu Phàm. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe được Tiêu Phàm lời kế tiếp lúc, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Tiêu Phàm thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói, đáng tiếc. Người soán mệnh chi thuật còn không được tốt lắm, muốn hại người bất thành, lại hại bản thân, nếu như không phải Trúc Hồng Tuyết, coi như dị ma ở trước mặt ta đem ngươi chảm, ta cũng sẽ không nháy một lần mí mắt. Trúc Hồng Tuyết làm sao vẫn không rõ nguyên do trong đó, Tiêu Phàm cũng không phải cố ý không cứu Thiên Sơn Tận bọn họ, càng không phải là công nhiên trả thù. Mà là Thiên Sơn Tận hành vi, đã chọc giận tới Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở Tiêu Phàm góc độ nghĩ suy nghĩ một chút, nàng Trúc Hồng Tuyết cũng không thể so Tiêu Phàm làm tốt hơn. Tiêu Phàm không có chủ động xuất thủ ứng phó Thiên Sơn Tận, đã coi như là nhân từ, lại làm sao có thể cứu hắn đây? Thiên Sơn Tận, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Trúc Hồng Tuyết tức giận trừng mắt Thiên Sơn Tận, loại này bị người lợi dụng cảm giác, để cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Tiêu Phàm lại là khoát khoát tay, lờ đễnh nói, Long Vô Mệnh, Đế Thái Ất, hai người các ngươi cuối cùng rời xa hắn, ta muốn giết các ngươi, sẽ đường đường chính chính muốn tính mạng của các ngươi, có thể các ngươi đi theo hắn, chớ bị người bán, còn đang thay người kiếm tiền. Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh sắc mặt khó coi hết sức, nhìn xuống trong lòng tức giận, cũng không có xuất thủ. Đế Thái Ất, Long Vô Mệnh, các ngươi tin tưởng hắn lời nói. Thiên Sơn Tận đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lo lắng, mặt âm trầm nói. Đừng có lại đi theo chúng ta, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Đế Thái Ất lạnh như băng phun ra một câu, sau đó cùng Long Vô Mệnh cực tốc biến mất. Thiên Sơn Tận khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không có đuổi theo, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ nói, dù vậy, nên ta, các ngươi cũng cầm không đi. Một mai này lệnh bài, có ta phần. Ngươi thật muốn, Tiêu Phàm lại là tà tà cười một tiếng. Đương nhiên, Thiên Sơn Tận không chút do dự nói, nếu như có thể lấy được một khối lệnh bài còn sống rời đi, coi như không có lấy được năm cái danh ngạch một trong, vậy hắn về sau trở lại thiên hoang, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, nói cho bọn hắn, hắn đã từng là diệt một đội dị ma tồn tại. Khương Ách, cho hắn. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, chúng ta đi. Khương Ách không biết Tiêu Phàm ý nghĩ, nhưng vẫn là đem vừa mới lấy được dị ma ném cho Thiên Sơn Tận, Thiên Sơn Tận nắm trong tay, vẻ mặt hưng phấn. Bản thân trở lại thiên hoang, cũng có được khoác lác vốn liếng. Tiêu Phàm bọn họ cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại hư không mở ra một cánh cửa ánh sáng, chuẩn bị thông qua truyền tống trận rời đi. Hô, đột nhiên, nơi xa một tràng tiếng xé gió truyền đến, mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Một cỗ cường đại khí tức quét sạch mà ra, sao, hư không càng là truyền đến một tiếng quát như sấm. Ai cũng đừng hòng đi, nghe được thanh âm này, cảm nhận được tốt lắm mấy cỗ khí tức, Thiên Sơn Tận trắng bệch cả mặt, hét lớn, Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết, cứu ta. Lệnh bài đã cho ngươi, ngươi nên gánh chịu nên có nhân quả. Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết không ra tay, mà là Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, còn có, kỳ thật ta thời khắc ước gì ngươi chết. Ta lòng dạ so với ngươi tưởng tượng còn muốn hẹp. Hô hô, nói xong,
Quang môn mở ra, Tiêu Phàm bốn người, đồng thời bước vào quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Viên kia lệnh bài, liền làm cho Thiên Sơn tận chôn theo. Tiêu Phàm một đám xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm cổ lâm, truyền tống chi môn biến mất một sát na kia, bọn họ nghe được Thiên Sơn tận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng tiếng chửi rủa. Không cần nghĩ cũng biết, Thiên Sơn tận lại là cái gì kết cục. Bầu không khí một trận ngưng kết, Trúc Hồng Tuyết biết mình hiểu lầm Tiêu Phàm về sau, mặc dù nói xin lỗi, nhưng vẫn như cũ không biết làm sao đối mặt Tiêu Phàm. Mọi người buông lỏng một chút, tiến vào thần chiến cổ địa, liền sẽ có người chết, chỉ là có người không phải chết có ý nghĩa mà thôi. Khương Ách đánh vỡ bình tĩnh, chủ động mở miệng nói. Tiêu Phàm thở phào một hơi, trầm ngâm chốc lát nói, tất nhiên dị ma đã tới nơi này, cái kia chúng ta kế hoạch tiếp tục chấp hành. Tiếp tục, Tà Vũ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Những cái này dị ma đến cũng không ít, thật muốn bị vây lại, bọn họ tuyệt đối muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Chúng ta đã hiện thân, càng thêm xác nhận chúng ta ở chỗ này, không chứng thực giết bọn hắn cơ hội tốt nhất sao? Tiêu Phàm lại là 10 điểm nghiêm túc nói. Giết dị ma, hắn xưa nay sẽ không nương tay, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ta cần muốn làm thế nào? Hiện tại, cái thứ nhất đứng ra dĩ nhiên là Trúc Hồng Tuyết. Đã trải qua sự tình vừa rồi, nàng biết rõ Tiêu Phàm mới là có thể tin, Lâm Thiên Cảnh cùng Thiên Sơn tận những người kia, mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là một bộ khác. Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đang chờ đợi lấy Tà Vũ cùng Khương Ách đáp án. Bằng vào hai người bọn họ, muốn săn giết nhiều như vậy dị ma, là không thể nào, hơn phân nửa cũng phải đem bản thân cho góp đi vào. Ta không quan trọng, Tà Vũ nhún nhún vai. Đột nhiên nhìn về phía bên ngoài hơn 10 trượng Khương Ách nói, Khương Ách, người cái tên này lợi hại như vậy, vậy mà ẩn núp sâu như vậy. Ta không có ẩn tàng, chỉ là rất ít động thủ mà thôi. Khương Ách lắc lắc đầu nói. Cái này bức trang, ta phục. Tiêu Phàm cho Khương Ách giơ ngón tay cái lên, nếu như không phải hôm nay nhìn thấy Khương Ách xuất thủ, hắn còn thật không biết Khương Ách thực lực khủng bố như thế. May mà hắn một mực sợ Khương Ách bị dị ma giết. Khắp nơi nghĩ đến làm sao bảo hộ hắn. Chúng ta lệnh bài giao cho ngươi, càng yên tâm hơn. Tà Vũ cũng thoải mái cười một tiếng. Có thể ở thần chiến cổ địa chuyện trò vui vẻ, thiên hoàng tất cả tu sĩ, đoán chừng cũng chỉ có Tiêu Phàm bọn họ một nhóm. Mấy tức về sau, đám người thần sắc đột nhiên ngưng tụ, Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta trước tiên đem dị ma hấp dẫn tới, các ngươi giấu trước. Ngươi đi một mình, được hay không? Tà Vũ lo lắng nói. Nam nhân không thể nói không được. Tiêu Phàm nháy mắt một cái, lần nữa hướng về chân trời lao đi, thân hình cũng thay đổi thành nguyên dạng. Trước đó thả tin tức, hắn là biến thành dị ma dáng vẻ, lẫn vào dị ma. Nhưng lần này, Tiêu Phàm muốn đem dị ma hấp dẫn tới, liền phải dùng bản thân. Lần trước ở lối vào, Tiêu Phàm giết mấy chục cái dị ma, bọn họ thế nhưng là phát điên một dạng tìm hắn đây. Nếu như hắn tự mình hiện thân, lấy những cái kia thánh tử thánh nữ tự phụ tính cách, nhất định sẽ không chút do dự đuổi giết hắn, nơi nào sẽ quan tâm Tiêu Phàm có cái gì tính toán. Tiêu Phàm chán phóng toàn bộ khí thế, mạnh mẽ đâm tới, ở Vẫn Long Sơn mạch trên không ghé qua. Chỉ một lát sau, phía sau hắn thì có 10 cái dị ma điên cuồng đuổi giết, bất quá Tiêu Phàm lấy tốc độ, muốn hất ra bọn họ, rất dễ dàng, bất quá cố ý treo bọn họ. Bây giờ hắn thời không na di thiểm đệ nhất trọng đã đại thành, khoảng cách đệ nhị trọng đại thế giới cũng chỉ có cách xa một bước. Một khi đột phá, hắn tốc độ chính là triệt để nghiền ép. Tiểu súc sinh, đừng chạy. Hậu phương dị ma theo đuổi không bỏ, nhao nhao phát tín hiệu, thông chi tất cả thánh tử thánh nữ. Một đám rác rưởi theo đuổi ta a, đuổi tới tiểu gia, cho người uống nước tiểu. Lão tử ngay ở chỗ này, có bản lĩnh đuổi tới ta a. Cứu các ngươi đám phế vật này, tiểu gia một ngón tay liền có thể tùy tiện giết chết các ngươi. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, để một đám dị ma khí nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đều là thái nhất thánh giới thiên tài, lại bị một cái thiên hoang run dế tiện mắng, cái này khiến bọn họ làm sao không giận. Sau nửa canh giờ, truy sát Tiêu Phàm dị ma, đạt hơn 40-50 cái. Biết được Tiêu Phàm tình huống Tà Vũ bọn họ, cũng thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiêu Phàm, thấy tốt thì lấy a, nhiều như vậy, chúng ta chưa hẳn ăn được.
Tà Vũ có chút lo lắng nói. Bọn họ ở thần chiến cổ địa cửa vào, cũng mới diệt 30-40 cái mà thôi, hoàn cảnh nơi đây càng thích hợp mai phục. Hiện tại cái này vẫn Long Sơn Mạch, bằng vào Tiêu Phàm phá diệt chi lực lựu đạn, có thể chưa chắc có thể nổ chết nhiều như vậy. Yên tâm, chờ có 80 cái tả hữu thời điểm, ta liền tới, trước không nói, phía sau căng thẳng. Tiêu Phàm để lại một câu nói, thu hồi truyền âm ngọc phù. Bốn phương tám hướng đều khác thường ma tới gần, Tiêu Phàm cũng không dám xem thường. Vạn nhất bị bọn họ vây ở trung ương, đây tuyệt đối là một con đường chết. Tiêu Phàm mang theo một đám dị ma ở Vẫn Long Sơn Mạch đảo quanh, vừa mới chạy trốn tới Vẫn Long Sơn Mạch khu vực biên giới, Đế Thái Ất cùng Long Vô Mệnh hai người thấy thế, ra đầu tê dại một hồi. 50-60 cái dị ma truy sát Tiêu Phàm, hắn lại còn ở thống mạ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng. Suy nghĩ một chút chính bọn hắn, nhìn thấy dị ma, hận không thể đào một địa động trốn vào, cái này khác biệt cũng quá lớn. Đế Thái Ất, chúng ta về sau hay là không muốn đối địch với hắn? Long Vô Mệnh hít sâu một cái nói. Đế Thái Ất ánh mắt phức tạp, bọn họ đều là đương thời thiên kiêu, có thể cùng Tiêu Phàm một so, lại là ảm đạm phai mờ. Đi thôi, Đế Thái Ất lắc đầu, nhanh chóng hướng về Vẫn Long Sơn Mạch bên ngoài bỏ chạy. Hiện tại có Tiêu Phàm hấp dẫn dị ma lực chú ý, là bọn hắn đào vong thoải mái nhất thời điểm, đương nhiên bọn họ cũng không dám xem thường. Tiêu Phàm tự nhiên không biết, cử động của mình, đem Long Vô Mệnh cùng Đế Thái Ất lòng tin đều cho đả kích không thấy. Nhìn thấy phía sau rậm rạp chằng chịt dị ma, Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng cười tà, lần nữa lấy ra truyền âm ngọc phù nói, đao mổ heo chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị mổ heo ăn thịt. Đao mổ heo đã chuẩn bị kỹ càng. Tà Vũ thanh âm truyền đến, thanh âm khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Lần này, có thể hay không tiêu diệt 70-80 cái dị ma, thì ở lần hành động này. Nửa chén trà nhỏ về sau đến, Tiêu Phàm để lại một câu nói, tốc độ bỗng tăng tốc, trong nháy mắt bỏ rơi một khoảng cách. Tiêu Phàm, người không chạy thoát được đâu, cầm đầu là nguyên cổ thánh tử, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, hắn hận không thể nuốt sống Tiêu Phàm huyết nhục. Mang lên hắn thuộc hạ giết hết tất cả đi lên. Lần trước giáo huấn, trang nghiêm không để bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm khủng bố. Thời gian uống cạn nửa chén trà rất nhanh liền đi qua, đám người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hắn một cái bóng, nhưng mà mấy tức về sau, Tiêu Phàm một đầu chồng vào cổ lâm. Nhanh lên, đừng để hắn chạy, nguyên cổ thánh tử thấy thế, khàn cả giọng gầm thét. Tiêu Phàm đây nếu là trốn, bị bọn họ 70-80 người truy sát. Vậy liền mất mặt ném đến thái nhất thánh giới. Hô hô, tất cả mọi người trong nháy mắt đem Tiêu Phàm hạ xuống cổ lâm bao vây lại. Nguyên cổ thánh tử hướng về phía dưới cổ lâm, cười lạnh nói, Tiêu Phàm, người không chạy thoát được đâu, đi ra chịu chết đi. Vừa dứt lời, nguyên cổ thánh tử hướng về phía mấy người thuộc hạ liếc mắt ra hiệu. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh đáp xuống, nhưng mà mấy thức về sau lại nhanh chóng vọt ra, hét lớn, thánh tử. Không thấy hắn. Không thấy, nguyên cổ thánh tử sắc mặt hết sức âm trầm, bọn họ nhiều như vậy song mắt nhìn Tiêu Phàm trốn vào mảnh này cổ lâm, làm sao có thể đột nhiên không thấy đây? Không tốt, đi mau. Nguyên cổ thánh tử đột nhiên kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị hướng về chân trời lao đi. Siêu siêu, đột nhiên, từng đạo tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy chân trời từng đạo quang hoa nở rộ, hình thành một đạo kết giới. Đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Hơn nữa kết giới vụt nhỏ lại, cái này rõ ràng là muốn đem bọn họ tận diệt tiết tấu. Đánh nát kết giới, nguyên cổ thánh tử ra lệnh một tiếng. Lao ra, một cái khác thánh tử cũng gầm lớn không thôi, trên mặt lộ ra lo lắng. Bọn họ đều nghe nói qua nguyên cổ thánh tử cùng thiên giao thánh nữ sự tình, một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng, bọn họ cũng không muốn dẫm vào nguyên cổ thánh tử vết xe đổ. Ầm ầm, vừa dứt lời, từng đạo ánh sáng màu vàng óng nở rộ, hóa thành nguyên một đám quang cầu quét ngang tứ phương, kinh khủng tiếng vang vang vọng hư không, cực kỳ kinh khủng. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng hốt hướng về trận pháp bên ngoài phóng đi. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn tới gần, kinh khủng khí lãng liền che mất bọn họ, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, số ít người trực tiếp phi hôi yên diệt. Bất quá, phần lớn người chỉ là bị thương nặng mà thôi,
phạm vi lớn như vậy, cho dù Tiêu Phàm một lần này hao tốn 40 ức nguyên tinh chế tạo phá diệt chi lực lựu đạn, cũng không khả năng trong nháy mắt miểu sát 70, 80 người. Đây cũng không phải là Tiêu Phàm mục đích, hắn chỉ là muốn trọng thương những người này mà thôi. Mấy tức về sau, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, trong vòng nghìn dặm bên trong, toàn bộ san thành bình địa, cái gì đều không còn lại. Từ trên cao nhìn tới, nguyên bản cổ lâm, đã bị một cái hố sâu to lớn thay thế, sâu không thấy đáy, đen kịt một màu. Cũng đúng lúc này, bốn bóng người từ bốn phương tám hướng bắn ra, trên người tách ra kinh khủng sát khí, đại sát tứ phương. Thiên địa lại truyền tới từng tiếng kêu thảm, lại là những cái kia Tiêu Phàm cùng Tà Vũ bọn họ vọt vào, phàm là không chết dị ma, tất cả đều bị bọn họ bổ đao. Đây mới là Tiêu Phàm bọn họ mục đích thực sự, phá diệt chi lực nổ bất tử dị ma, khẳng định cũng bị thương nặng, lấy bọn họ đỉnh phong thực lực, còn không phải cùng cắt rau hẹ một dạng. Chỉ một lát sau, đại bộ phận dị ma toàn bộ bị bọn họ chém giết hầu như không còn, chỉ có số ít có được pháp bảo mạnh mẽ dị ma, tránh thoát một kiếp. Hỗn trướng, hỗn trướng, nguyên cổ thánh tử ngửa mặt lên trời gào thét, giống như một đầu tóc cuồng hung thú, hai mắt đều đang chảy máu. Đây đã là lần thứ hai. Lần trước, thuộc hạ của mình bị tiểu tử này đồ một nửa, hiện tại ngược lại tốt, còn sót lại một nửa cũng kém không nhiều chết sạch. Chẳng lẽ gia hỏa này là khắc tinh của mình sao? Thánh tử, đi mau. Hắn còn sót lại mấy cái thuộc hạ thủ hộ ở bên cạnh hắn, không ngừng thúc giục nguyên cổ. Nguyên cổ biểu tình dữ tợn, căn bản không đem hắn thuộc hạ lời nói nghe vào, ngược lại lạnh như băng nói. Bản thánh tử bị mấy cái thiên hoang run rế trêu đùa, nếu như không giết bọn họ, uy nghiêm ở đâu? Cho tới nay, đều là bọn họ thái nhất thánh giới tu sĩ nghiền ép thiên hoang người, lúc nào đến phiên thiên hoang người ổn áp bọn họ một đầu. Hơn nữa, nguyên cổ đã không chỉ là lần đầu tiên ăn thiệt thòi, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Nguyên cổ, đều tại người cái này phế vật, còn phải bản cung tổn thất nặng nề. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng lợi uống. Lại là thiên giao thánh nữ mang theo ba cái cấp dưới đi tới. Ngoại trừ nguyên cổ thánh tử, một lần này tiến vào thần chiến cổ địa, nàng tổn thất xem như lớn nhất. Mà hết thảy này, đều do nguyên cổ mù quáng tự đại, tự cho là có thể nghiền sát Tiêu Phàm bọn họ, vài ngày trước, còn cố ý tìm tới mấy người bọn hắn thánh tử đến đây Vẫn Long Sơn Mạch, muốn tới một bát rùa trong hũ. Hiện tại, sự thật chứng minh, bọn họ mới là cá trong chậu. Thiên giao. Chẳng lẽ chỉ là bản thánh tử một người duyên cớ sao? Nguyên cổ thánh tử vốn là ở lửa giận sông não, nghe được thiên giao lời nói, càng là khí không đánh một chỗ. Hắn lạnh như băng quét mắt toàn trường, cuối cùng chỉ mấy người khác nói, Tà Nguyệt, Ngọc Lang, U Lan, chẳng lẽ các ngươi không muốn lấy được bọn họ lệnh bài sao? Những người kia trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu xúc sinh kia giết ta thánh tộc gần 100 thiên kiêu, không giết hắn. Bản thánh tử không cam tâm, chẳng lẽ các ngươi cam tâm sao? Nguyên cổ lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Cái kia gọi Tà Nguyệt thánh tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú nguyên cổ nói, chuyện xấu nói trước, nơi này người, muốn giết nhất cái kia Tiêu Phàm chính là ngươi cùng thiên giao, chúng ta là sẽ không xông ở phía trước. Hừ, nguyên cổ thánh tử lạnh rên một tiếng, làm sao, ngươi Tà Nguyệt địa vị tôn quý, chẳng lẽ bản thánh tử địa vị còn yếu với ngươi sao? Nói ra lời này thời khắc, nguyên cổ thánh tử trong giọng nói mang theo nồng nặc khinh thường. Tà Nguyệt thánh tử không nói, bàn về địa vị, hắn xác thực không bằng nguyên cổ thánh tử, thậm chí kém xa tít tắp, hắn gia tộc chỉ có một vị thiên tôn tiên tổ, mà nguyên cổ sau lưng nguyên gia, lại là ba cái. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta theo thiên giao canh giữ ở lối ra, các ngươi không dám truy sát Tiêu Phàm, vậy liền đi giết những người khác, đương nhiên, tốt nhất là bắt sống bọn họ. Bọn họ thiên hoang tu sĩ không phải coi trọng nhất nghĩa khí sao? Người ý tứ là, bắt lấy những người khác, đến áp chế Tiêu Phàm. Trong đó cái kia gọi là Ngọc Lang thánh tử đột nhiên mở miệng, trong mắt lấp lóe lấy lợi mang. Trước đó bọn họ nghe nguyên cổ cùng thiên giao nói Tiêu Phàm làm sao khủng bố, hắn còn chưa tin, nhưng là đã trải qua sự tình vừa rồi, hắn lại cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Bọn họ thế nhưng là 70, 80 người a, trong chớp mắt. Cũng chỉ còn lại có 10-20 người, hơn nữa còn mỗi cái người bị trọng thương, đủ để có thể thấy được đối phương khủng bố. Áp chế hắn chỉ là trong đó một bộ phận,
hắn đoán chừng cũng sẽ không vì những người khác đi chết, bất quá. Một mực trầm mặc Thiên Giao đột nhiên lại nói, chẳng lẽ các ngươi không quan tâm, hắn đối phó chúng ta loại kia thủ đoạn sao? Đám người nghe vậy, ánh mắt sáng rõ. Đúng vậy a, tiểu tử kia mấy người cũng có thể diệt bọn họ nhiều người như vậy, loại này thủ đoạn, có thể so sánh giết hắn người chân quý hơn nhiều. Nếu là có thể từ trên người hắn lấy được cái này đại sát khí, Thái Nhất Thánh Giới đoán chừng lập tức liền có thể xuất quân giết vào thiên hoang, cũng không cần sợ bọn chúng cá chết lưới rách. Phốc phốc, không đợi đám người lấy lại tinh thần, hư không đột nhiên toát ra một bóng người, một chuôi huyết kiếm trong nháy mắt xuyên qua Ngọc Lang Thánh Tử thân thể, máu tươi vẩy ra tứ phương. Cùng lúc đó, một bàn tay gắt gao chụp lấy Ngọc Lang Thánh Tử cổ, nhưng hắn hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tiêu Phàm, Nguyên Cổ cùng Thiên Giao mấy người trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra không thể tin. Ở trước mặt ta nói có thể coi là tính ta, như vậy phách lối thì cũng thôi đi, còn đem phía sau lưng lưu cho ta, các ngươi cũng quá coi thường ta sao. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem một đám dị ma, liếm liếm đầu lưỡi, tà tà cười nói. Tiêu Phàm, thả Thánh Tử. Ngọc Lang Thánh Tử một đám thuộc hạ sát khí nặng nề đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Chỉ cần Ngọc Lang Thánh Tử có bất kỳ ngoài ý muốn, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem Tiêu Phàm chém giết. Không nên tức giận, Tiêu Phàm cười lắc đầu, chậm rãi nói, muốn hắn còn sống, vậy liền quy củ cũ a. Cái gì quy củ cũ? Ngọc Lang Thánh Tử xanh mặt. Hắn dù sao cũng là đường đường Thánh Tử, vậy mà trong chớp mắt liền bị một cái thiên hoang run dế chế phục, dù cho hắn bản thân bị trọng thương, cái này đối với hắn mà nói cũng là một loại sỉ nhục. Tà Nguyệt Thánh Tử cùng U Lan Thánh Nữ vẻ mặt không hiểu, ngược lại là Nguyên Cổ cùng Thiên Giao hai người, mí mắt cuồng loạn. Cái gì quy củ cũ, hai người bọn họ tự nhiên là biết đến, nhất là Nguyên Cổ Thánh Tử, quy củ chính là từ chỗ của hắn lưu truyền ra. Các ngươi không biết, vậy liền hỏi một chút Nguyên Cổ cùng Thiên Giao a. Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng, nói. Không biết ngươi nói cái gì, Thiên Giao trực tiếp hủy bỏ Tiêu Phàm lời nói. Nói, ngươi tốt nhất thả Ngọc Lang, bằng không, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Tí tí, Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, nói ta nếu thả hắn, nơi này mới là ta nơi táng thân a. Nhìn xem bốn phía để phòng nghiêm ngặt dị ma thiên kiêu, Tiêu Phàm có thể không dám tùy tiện thả Ngọc Lang Thánh Tử, đây chính là hắn hộ thân phù. Tất nhiên Nguyên Cổ cùng Thiên Giao không nói, vậy ta liền thay ngươi nói a. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng. Nói, lần trước bọn họ chỉ để lại bản thân lệnh bài, sau đó đem mặt khác tất cả lệnh bài cho ta, cho nên mới nhặt về một cái mạng, hiện tại ngươi biết cái gì là quy củ cũ sao? Ngươi đừng có nằm mộng, Ngọc Lang Thánh Tử khinh thường cười một tiếng. Trong lòng lại là có loại xúc động mà chửi thề, ngươi nha, muốn lệnh bài, cũng đừng để cho ta trước mặt nhiều người như vậy cho a. Ta nếu là cứ như vậy đem lệnh bài cho ngươi, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn thấy. Về sau còn thế nào lăn lộn? Ta cũng không phải đang nằm mơ. Tiêu Phàm cho Ngọc Lang Thánh Tử truyền âm nói, Nguyên Cổ cùng Thiên Giao là mặt hàng gì, ngươi hẳn là rõ ràng, bọn họ hiện tại đoán chừng ước gì ta giết ngươi đi. Hiện tại ngươi nếu không cho ta một cái hạ bậc thang, bọn họ chờ chút nhất định sẽ đồng thời xuất thủ, đến lúc đó giết chết liền không chỉ là ta, còn có ngươi bản thân. Ngọc Lang Thánh Tử nheo mắt, nhìn bốn phía bốn đại thánh tử thánh nữ, quả nhiên. Trên mặt mỗi người đều hiện lên lấy sát khí, đây là chuẩn bị động thủ. Cũng không phải Tiêu Phàm hù dọa hắn, Ngọc Lang Thánh Tử vô cùng rõ ràng, những người này xác thực ước gì bọn họ chết. Mỗi chết một cái người, bọn họ cạnh tranh liền sẽ nhỏ rất nhiều. Mấu chốt là, bọn họ đều lẫn nhau kiêng kỵ đối phương thế lực sau lưng, không dám tùy tiện động thủ, có thể nếu là có thể mượn Tiêu Phàm tay giết chết mấy người, bọn họ cũng sẽ không để ý. Nhanh lên! Kiếm trong tay của ta có thể chờ không được bao lâu. Tiêu Phàm lại quát lạnh một tiếng. Chậm đã, ta cho ngươi. Ngọc Lang Thánh Tử từ trên người lấy ra 8 cái lệnh bài. Còn có 4 cái đây. Tiêu Phàm nhíu mày, theo hắn hiểu biết, tiến vào thần chiến cổ địa thánh tử thánh nữ nhiều đến 10 người, mỗi người đều mang thập nhị chi đội ngũ. Theo lý thuyết, phải có 12 mai lệnh bài mới đúng, chỉ cấp hắn 8 cái, hắn đã có chút khó chịu. Những cái kia ở thuộc hạ của ta trong tay, Ngọc Lang Thánh Tử trầm giọng nói, hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả, tiểu tử này, làm sao nói không giữ lời. Bản Thánh Tử đã đem lệnh bài cho ngươi, ngươi còn không rút lui,
chẳng lẽ chuẩn bị nuốt lời sao? Xem ở ngươi vẫn còn tương đối đàng hoàng phân thượng, tha cho ngươi một mạng, đều mau tránh ra cho ta. Tiêu Phàm kỳ thật đã tương đối hài lòng, trước đó bắt sống Nguyên Cổ cùng Thiên Giao, tổng cộng cũng mới lấy được 10 mai đây. Hiện tại cái này Ngọc Lang Thánh Tử một lần liền cống hiến ra 8 cái, trên người hắn lệnh bài đã nhiều đến 19 mai, tiến vào 5 người đứng đầu cơ hội rất lớn. Thậm chí có thể nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, danh ngạch này cơ bản đã chạy không thoát. Nói xong, Ngọc Lang Thánh Tử thuộc hạ hướng phía sau thối lui, có thể Nguyên Cổ cùng Thiên Giao đám người, lại là không lùi mà tiến tới, trên người sát ý càng ngày càng hừng hực lên. Tiêu Phàm cùng Ngọc Lang Thánh Tử thầm nói không tốt, những người này là quyết tâm chuẩn bị động thủ. Nguyên Cổ, Thiên Giao, các ngươi chơi cái gì? Ngọc Lang Thánh Tử biến sắc, giận dữ hét. Động thủ, ai ngờ Nguyên Cổ Thánh Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn và mặt khác ba đại thánh tử thánh nữ hai người đồng thời xông tới, cùng lúc đó, bọn hắn thuộc hạ đồng thời thẳng hướng Tiêu Phàm cùng Ngọc Lang Thánh Tử. Oanh, kinh khủng công kích điên cuồng chiếu nghiêng xuống, đem Tiêu Phàm cùng Ngọc Lang Thánh Tử lồng chụp vào trong. Nguyên Cổ cùng Thiên Giao trên mặt mấy người lộ ra nhe răng cười, Ngọc Lang Thánh Tử cái chết, bọn họ cạnh tranh áp lực cũng phải nhỏ rất nhiều. Đáng chết, Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, đối mặt bốn đại thánh tử thánh nữ, hắn căn bản không có sức đánh trả, phải biết, hắn bây giờ còn chỉ là trung phẩm thánh tôn mà thôi. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm trước tiên lấy ra thời không thiên châu, trong nháy mắt thôi động, kinh khủng thời không lực lượng mãnh liệt mà ra, trong cơ thể hắn kiếm đạo bản nguyên lực lượng trong nháy mắt sói mòn. Không muốn chết cũng đừng động, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, đem Ngọc Lang Thánh Tử ném vào chấn thế đồng quan bên trong, mà chân sau dẫm thời không na di thiểm, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một loạt động tác này, còn như nước chảy mây trôi, tiêu sái tự nhiên. Cùng lúc đó, cuồng bạo lực lượng vừa lúc bao phủ Tiêu Phàm bọn họ vị trí, mọi thứ đều hóa thành kiếp cho. Chết a, Nguyên Cổ dữ tợn cười một tiếng. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, nơi xa một bóng người đột nhiên thoáng hiện, lưu lại một đạo tàn ảnh, cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Làm sao có thể, Thiên Giao thánh nữ trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Cái kia trốn chạy người không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Nàng hoàn toàn không biết, Tiêu Phàm là như thế nào trốn chạy, bốn người bọn họ, đừng nói một cái trung phẩm thánh tôn, chính là hạ phẩm nguyên tôn, thậm chí trung phẩm nguyên tôn, cũng có thể đánh một trận a. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, thế nhưng là đạt đến trung phẩm nguyên tôn cảnh giới a, trong nháy mắt đó, thôi động thời không thiên châu, uy lực không thể khinh thường. Về phần hắn sở dĩ có thể đào thoát, mà là tại nguy cơ tính mệnh trước mắt, hắn lĩnh ngộ thời không na di thiểm đệ nhị trọng, đại thế giới. Nếu là bình thường, Tiêu Phàm thi triển thời không na di thiểm đệ nhị trọng, có thể tùy ý vượt qua một cái thế giới. Bất quá, bốn đại thánh tử thánh nữ công kích, tạo thành thời không rối loạn, hắn chỉ là miễn cưỡng tránh thoát một kiếp mà thôi. Thời không thân pháp, Tà Nguyệt thánh tử cũng lấy lại tinh thần đến, quát khẽ nói, Ngọc Lang đã chết, mau đuổi theo, đừng để hắn chạy. Bốn đại thánh tử thánh nữ không chút do dự thi triển cực tốc đuổi theo, đây chính là tốt nhất săn giết Tiêu Phàm thời cơ. Chỉ cần giết Tiêu Phàm, không chỉ có thể báo thù, hơn nữa còn hoàn toàn có thể đem Ngọc Lang thánh tử chết, giá họa cho Tiêu Phàm, đó cũng coi là không có chứng cứ. Đương nhiên, cho dù Tiêu Phàm bất tử, bọn họ cũng đồng dạng có thể làm như thế, chỉ là khó nén ung dung miệng mà thôi. Tiêu Phàm vừa mới chạy ra một kiếp, đột nhiên lại sau khi thấy được phương bốn đại thánh tử thánh nữ mang theo 10 cái thuộc hạ đánh tới, tim đều nhảy đến cổ rồi. Trong lòng cũng không thể không bội phục những cái này thánh tử thánh nữ thực lực, bản thân thúc dục thời không thiên châu lực lượng, vậy mà cũng không giết được bọn họ. Chỉ là, hiện tại không có thời gian cho hắn nghĩ mặt khác. Vừa mới thôi động thời không thiên châu, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Mà thôi động thời không na di thiểm đệ nhị trọng đại thế giới, thời không bản nguyên chi lực cũng còn thừa không có mấy. Hiện tại nếu là bị những cái này dị ma vây công, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tà Vũ, Khương Ách, các ngươi ngược lại là mau tới a. Tiêu Phàm một bên đào mệnh, một bên trong lòng cuồng hống. Tiêu Phàm, ngươi không chạy thoát được đâu. Đừng uổng phí thời gian. Nguyên Cổ Thánh Tử biểu tình dữ tợn, trên người hắn chán phóng hào quang chói mắt. Giờ khắc này,
hắn liền bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, mặt khác ba đại thánh tử thánh nữ cũng giống như thế, bốn người tốc độ, ẩn ẩn so Tiêu Phàm nhanh hơn. Đồng thời, bọn họ một bên truy kích, một bên xuất thủ không ngừng công kích. Tiêu Phàm thỉnh thoảng né tránh, nguyên lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lấy ra từng khỏa thần đan, như ăn kẹo đậu đồng dạng, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Mặt khác cái gì đều thiếu, nhưng thần đan không thiếu. Chỉ cần khôi phục bản nguyên chi lực, hắn liền có rất lớn cơ hội chạy ra mấy người truy kích. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ quá coi thường dị ma thiên tài, hậu phương nguyên cổ thánh tử lấy ra một căn hắc sắc cây thước, nhẹ nhàng vung lên, một đạo hắc sắc lưu quang đột nhiên bắn ra, móc ra một đầu hắc sắc thông đạo. Cùng lúc đó, nguyên cổ thánh tử mang theo hắn thuộc hạ đạp vào hắc sắc thông đạo, tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp mấy lần. Vẻn vẹn thời gian hô hấp, bọn họ liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mắt, ngăn cản đường đi của hắn. Thời không pháp bảo, Tiêu Phàm kinh ngạc, bị pháp bảo này uy năng dọa sợ, vậy mà có thể cấu thành một đầu thời không thông đạo, để tu sĩ tốc độ tăng lên gấp bội. Rất nhanh, hắn liền ở tu la truyền thừa bên trong tìm được cùng cái này thời không pháp bảo đối ứng tin tức. Dĩ nhiên là lượng thiên xích, Tiêu Phàm trong lòng kinh hô một tiếng, vội vàng nghiêng người hướng về một phương hướng khác bay đi. Chỉ bất quá, nguyên cổ thánh tử đã sớm dự kiến đến nơi này một màn, trong tay hắc sắc lượng thiên xích lần nữa vung lên, một tia ô quang gắng sức chém xuống, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu đen, cản trở đường đi của hắn. Nơi này chính là thần chiến cổ địa A, hắn không gian cường độ, dù cho pháp tôn cường giả, cũng chưa chắc có thể phá mở. Nhưng món pháp bảo này lại dễ như trở bàn tay làm được, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao bình tĩnh. Hơn nữa, trước người hắn một đầu hắc sắc thông đạo, có một loại lực lượng quỷ dị tung hoành, hắn một khi tiến vào bên trong, đoán chừng thập tử vô sinh. Hô hô, lúc này, mấy đạo thân ảnh từ phía sau đuổi theo, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Ngươi ngược lại là chạy a? Nguyên cổ cười lạnh, nhìn thấy Tiêu Phàm không chỗ có thể trốn, hắn đột nhiên không nghĩ dễ dàng như vậy giết chết Tiêu Phàm. Tiểu tử này, diệt bản thân mấy chục cái thuộc hạ, nếu như cứ như vậy kết liễu hắn, vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Giết, Tiêu Phàm sắc mặt quét ngang, trên người chán phóng cuồn cuộn sát khí, ánh mắt tập trung vào nguyên cổ thánh tử, tay cầm tu la kiếm, không chút do dự một kiếm xông tới. A, con kiến hôi dẫy giụa, nguyên cổ thánh tử 10 điểm khinh thường. Tiêu Phàm cái chủng loại kia thủ đoạn, xác thực rất đáng sợ, nhưng nàng thực lực, lại không thế nào thả trong mắt hắn. Mắt thấy Tiêu Phàm sắp xuất hiện ở trước người, nguyên cổ thánh tử cười lạnh một tiếng, lượng thiên xích lần nữa vung ra, hư không trong nháy mắt bị cắt đứt, kinh khủng thời không lực lượng không ngừng áp xúc, Tiêu Phàm nhục thân cảm nhận được một cỗ hủy diệt tính áp bách lực lượng. Nếu như không phải hắn nhục thể đạt đến vô thượng kim thân đệ nhị đoán, có lẽ sớm đã bị chen bể. Không khỏi đêm dài lắm mộng, giết hắn, thiên giao đi tới gần, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Nàng nhưng không có nguyên cổ thánh tử biến thái như vậy. Muốn giết ta, Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, lấy ra nguyên một đám phong ấn phá diệt chi lực hộp, hướng về bốn phương tám hướng ném ra. Cẩn thận, thiên giao hét lớn một tiếng, lấy ra một lá cờ, nhanh chóng chập chờn, cho tới bây giờ tình trạng này, nàng cũng đã không có giữ lại chút nào. Tiêu Phàm giết bọn hắn nhiều người như vậy, nếu như không giết Tiêu Phàm, diệt hết thiên hoang người. Bọn họ những cái này thánh tử thánh nữ, còn có cái gì mặt mũi về thái nhất thánh giới? Theo hắn cờ xí trong tay lay động, từng đạo quỷ dị phù văn hóa thành từng đạo màn sáng, nhanh chóng bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Đã biết Tiêu Phàm thủ đoạn về sau, thiên giao sớm đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, lại làm sao có thể nhường Tiêu Phàm được như ý? Ầm ầm, ngay sau đó, Tiêu Phàm ném ra phá diệt chi lực lựu đạn, vẫn là nổ ra. Cái kia cờ xí huyễn hóa ra màn sáng bỗng nhiên nổ tung. Cũng may phá diệt chi lực lực lượng hủy diệt giảm nhỏ rất nhiều, vẻn vẹn tạo thành mấy người nhẹ sáng tạo mà thôi. Tiêu Phàm tự biết biện pháp này không làm được, hơn nữa thời không thiên châu cùng chấn thế đồng quan nhất định là không thể dùng, kia đối chính mình tiêu hao quá lớn, hơn nữa chưa chắc có thể giết chết được bọn họ. Hiện tại, ở Tà Vũ, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách bọn họ chạy đến trước đó. Hắn đành phải giết ra một đường máu. Giết, một tiếng quát như sấm, Tiêu Phàm thúc giục tu la sát lục bản nguyên chi lực, dưới chân của hắn, lập tức hiện ra từng mảnh huyết hải,
kinh khủng sát lục chi khí ở bốn phía nở rộ. Mặc dù hắn chỉ là trung phẩm thánh tôn tu vi, nhưng những cái kia dị ma cảm nhận được khí tức trên thân của hắn, cũng tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Càng là như thế, bọn họ lại càng phát nhận định, cái này trung phẩm thánh tôn cảnh thiên hoang tiểu tử, tuyệt đối không thể nhường hắn sống sót. Thánh vương kỳ, phong cấm, lượng thiên xích, đoạn thiên. Nguyên cổ cùng thiên giao mấy đại thánh tử thánh nữ xuất thủ, so trước đó càng thêm hung mãnh, hư không đều gần như vỡ nát, kinh khủng hư vô lực lượng cắn nuốt tứ phương. Chỗ sâu lỗ đen ngay trung tâm Tiêu Phàm, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Cho dù là hắn, bị bốn người vây công, cũng vẻn vẹn chỉ có sức phòng ngự. Khó trách thiên hoàng kiêng kỵ như vậy dị ma, cái này không phải là không có nguyên do, thái nhất thánh giới dị ma thiên tài, quá kinh khủng. Đối mặt thiên hoàng thiên kiêu, chỉ cần là cùng giai tu vi, Tiêu Phàm cho dù không phải vô địch thiên hạ, vậy cũng tuyệt đối là có rất ít địch thủ. Nhưng là đối mặt dị ma thiên tài, Tiêu Phàm không dám nói mạnh miệng như vậy. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm trên người huyết nhục cơ hồ bị tước đoạt không còn một mảnh, chỉ còn lại có một bộ hoàng kim bộ xương. Trong cơ thể hắn ba loại bản nguyên chi lực, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ còn đang kiên trì, nhất là sát lục bản nguyên chi lực, vậy mà đang nhanh chóng tăng trưởng, ẩn ẩn có muốn đột phá tư thế. Lại có thể ngăn trở chúng ta liên thủ một đòn, hắn cho dù chết, cũng chết có ý nghĩa. Nguyên cổ cười lạnh nói. Hắn nội tâm may mắn thiên giao so với hắn quyết đoán, bằng không thời gian kéo càng lâu, thật có khả năng bị Tiêu Phàm chạy thoát. Chết đi, thiên giao thánh nữ biểu tình dữ tợn, một tay chập chờn cờ xí trong tay, một tay liên tiếp vỗ xuống mấy đạo trưởng cương, chỉ muốn làm sao nhanh chóng đánh giết Tiêu Phàm. Ken két. Dù cho Tiêu Phàm nhị đoán kim thân, vậy mà đều có chút gánh không được đồng dạng, xương cốt phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng mà, hắn mong đợi Tà Vũ bọn họ, còn chưa đến. Cứ tiếp như thế, đoán chừng không dùng đến mấy hơi, hắn thân thể liền sẽ nổ tung, đến lúc đó biết, ai cũng cứu không được hắn. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, lạnh giọng nói, cho dù chết, ta cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn, nguyên bản biến mất huyết nhục nhanh chóng trùng sinh, xương cốt cũng không ngừng kéo dài, ánh sáng màu tử kim nở rộ, quý khí hết sức. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn mọc ra một đôi xương cánh, giống như hai thanh thiên đao, muốn đem thiên địa này chặt đứt. Hắn hoàn toàn không nhìn bốn đại thánh tử thánh nữ công kích, thi triển ra tu la cửu biến đệ lục biến. Một cỗ cực kỳ khí thức bá đạo. Từ trên người hắn quét sạch mà ra sao? Giờ khắc này, thiên địa đều dường như dừng lại một dạng. Tu la, nguyên cổ thánh tử đám người thấy được Tiêu Phàm bộ dáng, tất cả đều trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, có người càng là run rẩy kinh hô mà ra. Tu la, tựa như ở tại bọn hắn sâu trong linh hồn lạc ấn một loại cực kỳ khủng bố ân ký. Nhìn thấy Tiêu Phàm trở thành tu la chi thân một sát na kia, bọn họ trong mắt vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá vẻn vẹn mấy tức về sau, nguyên cổ thánh tử đám người liền khôi phục bình tĩnh. Tu la không phải diệt tuyệt sao, tại sao lại một lần nữa hiện thế? U Lan thánh nữ cau mày, đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ đề phòng. Người khác có lẽ không biết tu la danh tiếng, nhưng bọn hắn những cái này thánh tử thánh nữ có thể hết sức rõ ràng. Trăm vạn năm trước, thái nhất thánh giới quy mô tiến công thiên hoang thời điểm. Kém một chút thành công, cuối cùng chính là Tu La nhất tộc ngăn cơn sóng dữ, giết tới bọn họ sợ hãi. Có thể nói, thượng cổ một trận chiến kết thúc, chính là Tu La nhất tộc. Chỉ là như thế bí mật, đã sớm bị quên ở dòng sông lịch sử bên trong, nếu như không phải bọn họ địa vị tôn quý, ở một chút cơ mật điển tịch bên trên thấy qua, đoán chừng đều nhận không ra. Tu La nhất tộc một lần nữa hiện thế, đại chiến lại muốn lại tới. Thiên giao thánh nữ trong mắt lấp lóe lấy hàn mang. Kẻ này, phải chết. Tà Nguyệt thánh tử ngữ khí phát lạnh, lạnh như băng phun ra mấy chữ. Giết, lần này, nguyên cổ thánh tử cũng không muốn tra tấn Tiêu Phàm, chỉ muốn làm sao mau chóng giết chết hắn. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Thiên giao quát khẽ một tiếng, đối mặt mới vừa Tiêu Phàm, bọn họ không để một đám thuộc hạ tham dự. Có thể thấy đến hóa thành tu la Tiêu Phàm. Nàng cũng không dám khinh thường.
Mấu chốt là Tiêu Phàm thực lực vốn là cường đại, bây giờ biến thành tu la chi thể, chiến lực tất nhiên tăng lên mấy lần, bọn họ đã không dám đem Tiêu Phàm xem như thông thường trung phẩm thánh tôn đối đãi. Giết, không chờ bọn họ xuất thủ, Tiêu Phàm đã chủ động tiến công, một kiếm chém về phía gần nhất Tà Nguyệt Thánh Tử. Tà Nguyệt Thánh Tử cầm trong tay pháp bảo chống đối, có thể lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn chấn động bay ra ngoài. Vô thượng kim thân đệ tam đoán, Tà Nguyệt Thánh Tử biến sắc, trong mắt đều là kinh ngạc. Đoạn Thiên, nguyên cổ thánh tử thừa cơ cầm trong tay lượng thiên xích, một đòn đứng ở Tiêu Phàm trên người. Bang, một trận kim loại va chạm thanh âm vang lên, hư không đốm lửa bắn tứ tung, ở thời kỳ thượng cổ hung danh hiển hách lượng thiên xích, vậy mà không có đánh nát hắn nhục thể, có thể nghĩ Tiêu Phàm thân thể cường đại. Kiếm thể, Tiêu Phàm một kiếm chém ra, lần nữa tập trung vào Tà Nguyệt Thánh Tử, căn bản không để ý nguyên cổ đánh lén. Muốn giết ra một đường máu, dù cho hắn biến thành tu la chi thể, cũng 10 điểm gian nan. Chỉ có đánh tới bọn họ sợ, giết tới bọn họ sợ hãi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hỗn trướng, Tà Nguyệt Thánh Tử nhìn thấy Tiêu Phàm nhìn chằm chằm bản thân, phẫn nộ thời khắc, bọn họ nơi này chính là có 4 người, dựa vào cái gì chỉ nhắm vào mình. Tà Nguyệt, người đứng vững 10 hơi, chúng ta tất chảm hắn. Nguyên cổ thánh tử truyền âm nói. Cùng lúc đó, bọn họ công kích còn như mưa rơi vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm cơ hồ không thể trốn đi đâu được, nhục thân không việc gì, nhưng ngũ tạng lục phủ lại bị chấn động đến bốc lên không thôi. Dựa vào cái gì là ta? Tà Nguyệt thánh tử hai mắt đỏ bừng, cực kỳ không cam lòng. Hắn làm sao không biết, Tiêu Phàm một khi chết rồi, đoán chừng cái tiếp theo chết chính là hắn, mới vừa Ngọc Lang thánh tử, không phải liền là chết như vậy sao? Không cần nói nhảm. Người nếu không ngăn trở hắn, chúng ta bây giờ liền đi. Thiên Giao lạnh rên một tiếng. Tà Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, đành phải mạnh mẽ chống đỡ Tiêu Phàm công kích. Nếu là Thiên Giao bọn họ đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ bước Ngọc Lang Thánh Tử theo gót. Ầm ầm, hư không đại hủy diệt, phương viên mấy ngàn dặm hư không xuất hiện vô số khe hở, tựa như tùy thời muốn vỡ nát mở một dạng. Tà Nguyệt Thánh Tử bị Tiêu Phàm chấn động đến ngũ tạng lục phủ vỡ nát. Trong miệng thổ huyết không ngừng, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Trái lại Tiêu Phàm, tiếp nhận mặt khác ba đại thánh tử cùng bọn hắn 10 cái thuộc hạ công kích, dù cho nhục thân xa mạnh mẽ hơn hắn, thương thế cũng xa xa nặng như hắn. Mau giết hắn, tốt nhất đừng bức ta sử dụng thiên tôn pháp thân. Tà Nguyệt thánh tử cho mấy người truyền âm nói, ngữ khí kiên quyết. Yên tâm, ba hơi thở là được rồi. Nguyên cổ thánh tử trầm giọng nói. Bọn họ tự nhiên không dám bức bách Tà Nguyệt Thánh Tử sử dụng thiên tôn pháp thân, một khi thôi động, thần chiến cổ địa đoán chừng đều sẽ bạo loạn, đến lúc đó, bọn họ cũng vô cùng có khả năng khó thoát khỏi cái chết. Tiệt thiên, nguyên cổ lại là một thước tử chém xuống, chung quanh thời không cực tốc nghiền ép, phát ra từng tiếng bạo phá thanh âm, loại này áp lực phía dưới, dù cho trung phẩm nguyên tôn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm nhục thân bị đè ép một trận vặn vẹo. Trên mặt lộ ra thống khổ. Bất quá, trên người hắn sát phạt chi khí lại càng ngày càng nồng, dường như muốn chọc thủng trời một dạng. Giết, cũng đúng lúc này, nguyên cổ cùng Thiên Giao mấy người đồng thời gầm thét, tất cả đều thi triển ra bản nguyên tuyệt kỹ, kinh khủng sát phạt chi lực khóa chặt Tiêu Phàm, muốn cho hắn một kích chí mạng. Có thể chống đến hiện tại, người chết có ý nghĩa. Nguyên cổ giữ tợn che mặt cho phép, hắn đã thi triển ra toàn bộ lực lượng. Trừ bỏ thiên tôn pháp thân không có thôi động bên ngoài. Tiêu Phàm, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét giận dữ, lại là Tà Vũ, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách từ ba phương hướng chạy tới. Tiêu Phàm ám sát Ngọc Lang Thánh Tử thời điểm, để ba người bọn họ mau chóng thoát đi, hắn vốn cho là mình có thể công thần lui thân. Nhưng mà, Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, nguyên cổ cùng Thiên Giao bọn họ, thật dám động thủ giết Ngọc Lang Thánh Tử. Cái này vượt quá dự liệu của hắn. Đến được tốt, chờ hắn cái chết, liền đến phiên các ngươi. Nguyên cổ nhe răng cười một tiếng, thúc giục trong tay lượng thiên xích, không ngừng oanh sát Tiêu Phàm. Thiên Giao cùng U Lan Thánh Nữ, cùng bọn họ một đám thuộc hạ, cũng tất cả đều tận hết sức lực. Bọn họ dường như đã thấy Tiêu Phàm bị nghiền nát một màn, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sát lục, tu la chàng. Nhưng mà, cũng đúng lúc này. Cái kia năng lượng cuồng bạo trung tâm, đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh như băng quang mang,
chỉ thấy từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm lăng không nở rộ, quét sạch phương viên mấy ngàn dặm. Cả vùng không gian đều bị nhuộm thành huyết sắc, huyết tinh đến cực điểm, giống như chân chính tu la tràng. À ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại là những cái kia bị ánh sáng màu đỏ ngòm xuyên thủng dị ma, đột nhiên bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Làm sao có thể, nguyên cổ mấy người trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Tiêu Phàm cũng đã chết a, làm sao có thể phản sát bọn họ. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, nguyên cổ cánh tay nổ tung, lượng thiên xích bị một cỗ lực lượng đánh lui, trọng trọng nện ở trên lồng ngực của hắn, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa từ yết hầu phun tới. Mặt khác ba cái thánh tử thánh nữ cũng giống như thế, tất cả đều bay ngược mà ra. Vừa mới đến gần Tà Vũ đám người, tất cả đều đợi đến lấy hai mắt, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là bốn đại thánh tử thánh nữ đồng thời công kích a, hơn nữa còn có 10 cái dị ma thiên kiêu, Tiêu Phàm lại đem bọn họ tất cả đều đánh bay, hơn nữa còn giết mấy người. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, một đạo máu me đầm đìa thân ảnh, từ năng lượng cuồng bạo trung tâm, một bước bước ra ngoài. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua bên trong cơn bão năng lượng tâm. Nhìn thấy đạo kia thân ảnh càng ngày càng gần. Mấy tức về sau, đám người rốt cục nhìn rõ ràng hắn bộ dáng. Không phải Tiêu Phàm, là ai đây? Chỉ bất quá, thời khắc này Tiêu Phàm đã biến thành bản thể, tu la chi thân đã biến mất. Nhưng hắn trên người nở rộ sát phạt chi khí, lại so vừa rồi còn khủng bố hơn, thậm chí, sát khí kia đã hóa thành thực chất hóa kiếm khí, tuyệt thế lăng lệ. Tiêu Phàm, Tà Nguyệt thở sâu. Đi tới Tiêu Phàm trước người, phòng bị hướng về tứ phương dị ma. Vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi, mà lúc này, Khương Ách trực tiếp vào tới nguyên cổ thánh tử một bên, hướng về phía hắn một cái thuộc hạ nhẹ nhàng vạch một cái, sau một khắc, người kia trực tiếp đầu người rơi xuống đất, liền linh hồn cũng không kịp chạy ra, liền thần hồn câu diệt. Nguyên cổ thánh tử mấy người vốn là đối Tiêu Phàm tràn đầy e ngại, hiện tại lại gặp được quỷ dị Khương Ách xuất hiện. Nơi nào còn có tái chiến chi tâm. Bọn họ những người này, trước đó thế nhưng bị Tiêu Phàm phá diệt chi lực cho nổ thành trọng thương, vừa rồi lại bị Tiêu Phàm mới nhất lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ, sát lục chi tu la chàng trọng thương, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Tới giết ta a, Tiêu Phàm xách ngược lấy tu la kiếm, đỏ bừng ánh mắt, đi từng bước một hướng nguyên cổ thánh tử. Nguyên cổ con người băng hàn, chẳng biết tại sao, hắn nội tâm vậy mà sinh ra một loại e ngại. Loại này cảm giác, hắn chỉ có tại chính mình lão tổ xuất hiện trước mặt qua. Mặc dù hắn nội tâm vô cùng khó chịu, nhưng là, hắn cũng không dám tiếp tục một trận chiến. Tiêu Phàm, đừng phách lối, bản thánh tử nếu không phải bị ngươi đánh lén, giết ngươi như đổ heo chó. Nguyên cổ hừ lạnh nói, tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Các ngươi còn có 16 người, chúng ta chỉ có 4 người, làm sao, các ngươi dị ma thiên tài. Liền cử động tay dũng khí cũng không có sao. Tiêu Phàm khinh thường nói. Kinh khủng sát lục bản nguyên chi lực, ở trên người hắn ngưng tụ thành một kiện huyết hồng sắc chiến giáp, khiến cho Tiêu Phàm nhìn qua giống hệt từ trong núi thây biển xác bò ra tới sát thần. Nguyên cổ mấy người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, nhưng ai cũng không ý định động thủ. Nguyên cổ, ta nếu là ngươi, trực tiếp thôi động thiên tôn pháp thân tiêu diệt hắn. Tà Nguyệt Thánh Tử bí mật truyền âm nói. Ngươi làm sao không thôi động? Nguyên cổ cười lạnh một tiếng. Thiên tôn pháp thân, cái kia nhưng là bọn họ những cái này thánh tử thánh nữ bảo mệnh át chủ bài, không đến nguy hiểm tính mệnh thời điểm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Một khi sử dụng, quả thật có thể giết chết đối thủ, nhưng hắn đồng dạng đại biểu cho bọn họ sẽ chết. Người khác không rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng hiểu được, thần chiến cổ địa là cấm pháp tôn trở lên cường giả tiến vào, bằng không chắc chắn bạo động. Thần chiến cổ địa một khi bạo động, liền sẽ xuất hiện vô số lực lượng quỷ dị không khác biệt công kích, đừng nói bọn họ những cái này thánh tôn cảnh, chính là pháp tôn cảnh cũng không chịu nổi. Có thể nói, ở thần chiến cổ địa thi triển thiên tôn pháp thân, không khác đồng quy vu tận. Đây cũng là Ngọc Lang Thánh Tử đến nhận việc điểm tử vong trước đó đều không có thôi động thiên tôn pháp thân một trong những nguyên nhân. Chúng ta những người này giết không chết bọn họ, nhất định phải tập hợp lại. Thiên giao cho mấy người truyền âm, áp dụng cái thứ hai kế hoạch A, chúng ta trước giữ vững cửa ra vào,
khiến người khác nhanh chóng tập hợp, chỉ cần bọn họ còn đang thần chiến cổ địa, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, Nguyên Cổ cùng Tà Nguyệt hai người khó được nhất trí đồng ý. Ta đi tìm những người khác, U Lan Thánh Nữ chủ động xin đi giết giặc nói. Mấy người rất nhanh đạt thành nhất trí, Nguyên Cổ Thánh Tử cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi thần chiến cổ địa, ngươi lệnh bài trong tay, tạm thời gửi ở ngươi cái kia. Dứt lời, Nguyên Cổ Thánh Tử hất lên áo bào, mang theo còn sót lại hai cái thuộc hạ rời đi. Tà Nguyệt, Thiên Giao cùng U Lan ba người cũng thật sâu nhìn Tiêu Phàm mấy người một cái, sau đó đi theo Nguyên Cổ Thánh Tử rời đi. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Nguyên Cổ Thánh Tử bọn họ bóng lưng, nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện, Tiêu Phàm tay chân đều đang khẽ run. Phốc, thẳng đến bọn họ hoàn toàn biến mất không gặp, trong lòng hắn thạch đầu mới hoàn toàn buông ra, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Đồng thời, hắn thân thể lại cũng đứng không vững, hướng thẳng đến hư không rơi xuống phía dưới, còn tốt Tà Vũ tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm. Đi, Tà Vũ cho hai người liếc mắt ra hiệu, nhanh chóng hướng về cùng Nguyên Cổ Thánh Tử bọn họ phương hướng ngược nhau bay đi. Thời gian nhanh chóng xói mòn, khoảng cách Tiêu Phàm chôn giết hơn 60 cái dị ma cường giả, đã qua 2 tháng. 2 tháng, Tiêu Phàm một mực hôn mê bất tỉnh, Tà Vũ mấy người một tấc cũng không rời thủ hộ ở bên cạnh hắn. Gia hỏa này, đều ngủ 2 tháng, còn không có tỉnh. Tà Vũ có chút phàn nàn nói, làm một phiếu, liền nghỉ ngơi 2 tháng, đây cũng quá lớn lên. Bọn họ tiến vào thần chiến cổ địa đã có hơn 3 tháng, còn có hơn 2 tháng thời gian, đã đến thời hạn nửa năm. Ta ngược lại thật ra không lo lắng Tiêu Phàm, lo lắng nhất ngược lại là dị ma, 2 tháng này, tụ tập ở lối vào dị ma càng ngày càng nhiều, hiện tại đã nhiều đến 200 người. Khương Ách cau mày nói. Dừng một chút, hắn lại nói, mặt khác, còn dư lại mặt khác dị ma, khắp nơi tìm kiếm thiên hoang tu sĩ, lại có không ít người bị giết chết. Nghe nói Ninh Thiếu Hoàng, Phong Lưu Vân đám người, đều bị dị ma bắt sống, bọn họ chuẩn bị dùng cái này đến uy hiếp chúng ta. Trúc Hồng Tuyết lo lắng nói. Giảo Hoạt Băng Gia huynh đệ, lần trước cùng Thiên Sơn Tận bọn họ cùng một chỗ, lại ở lúc mấu chốt rời đi, hiện tại cũng rơi vào dị ma tay. Khương Ách ngưng tiếng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Trúc Hồng Tuyết cũng không có đề cập đi giải cứu bị bắt sống thiên hoang tu sĩ, đã trải qua sự tình lần trước, nàng rốt cuộc hiểu rõ một ít đạo lý. Chờ Tiêu Phàm tỉnh dậy đi, Tà Vũ ngưng tiếng nói. Oanh, cũng đúng lúc này, cách đó không xa một tiếng nổ vang truyền ra, kinh khủng huyết tinh sát lục chi khí quét sạch mà ra, sao, đem Tà Vũ bọn họ giật nảy mình. Đột phá, Tà Vũ hơi hơi kinh ngạc. Cách đó không xa, Tiêu Phàm xếp bằng ở tại chỗ, thương thế trên người sớm đã phục hồi như cũ, ở hắn quanh thân, hiện lên 3 cái vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy bên trong bản nguyên chi lực đều đột phá 100 nguyên. Nhất là kiếm đạo bản nguyên lực lượng, càng là đạt đến gần 4.000, đây đã là trung phẩm nguyên tôn tiêu chí. Bất quá, Tà Vũ bọn họ lại là không nhìn thấy nguyên tuyền bên trong đồ vật, bằng không mà nói, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Thật lâu, Tiêu Phàm khí tức trên thân lúc này mới bình tĩnh trở lại. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân tràn đầy nổ tính lực lượng, loại này cảm giác, nhưng hắn cảm thấy 10 điểm thoải mái. Rốt cục đột phá thượng phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, thầm nói, so với tu la sát lục bản nguyên chi lực đột phá 100 nguyên nhiều, lĩnh ngộ tu la sát lục bản nguyên tuyệt kỹ, mới là thu hoạch lớn nhất, quả nhiên là ở bên bờ sinh tử. Mới có thể kích phát người tiềm lực. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, nhìn thấy cách đó không xa Tà Vũ đám người, khẽ mỉm cười nói, để mọi người đợi lâu. Người cái tên này, lần này chơi lớn như vậy, dị ma đều hoảng. Tà Vũ cười mắng, một lần này, chúng ta muốn rời khỏi thần chiến cổ địa đều rất phiền phức. Vì sao? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, không hiểu hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 199.